Xin kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian quý báu vào buổi sáng chủ nhật để tham gia sự kiện cùng IDP. Thưa quý vị, hiểu được những băn khoăn của phụ huynh và các bạn học sinh khi xin visa du học Mỹ, IDP tổ chức buổi hội thảo trực tuyến Bí kíp tự tin phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phương Anh, chuyên viên tư vấn thị trường Mỹ và Canada tại IDP, và tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong sự kiện ngày hôm nay. Để bắt đầu sự kiện hôm nay, tôi xin phép chia sẻ với IDP và các dịch vụ mà IDP hỗ trợ. IDP đã có kinh nghiệm tư vấn du học 50 năm trên thế giới, và riêng tại thị trường Việt Nam, IDP đã có trên 25 năm kinh nghiệm với tỷ lệ đậu visa trên 95%. Hiện tại, IDP đang là đối tác của hơn 1.000 cơ sở giáo dục uy tín và có trên 100 văn phòng trên thế giới, có trên 100 văn phòng tại hơn 32 quốc gia. Ngoài ra, IDP cũng là trung tâm tổ chức kỳ thi IELTS số 1 Việt Nam, và IDP cũng có rất nhiều chương trình hỗ trợ các bạn thí sinh để các bạn có thể đảm bảo kết quả thi tốt nhất. Hiểu được nhu cầu phát triển năng lực tiếng Anh của học sinh Việt Nam, IDP có trung tâm ASET chuyên cung cấp các chương trình Anh ngữ học thuật và luyện thi chất lượng cao với đội ngũ giảng viên nước ngoài có chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra, IDP cũng sở hữu cổng thông tin du học lớn nhất Việt Nam hiện nay là trang Hot Courses. Khi truy cập vào trang Hot Courses Việt Nam, các bạn học sinh có thể tra cứu được thông tin về hơn 350.000 chương trình trên 78 quốc gia. Hiện nay, IDP có 7 văn phòng trên khắp cả nước, trong đó có 3 văn phòng tại quận 1, quận 5 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, 2 văn phòng tại quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng của thành phố Hà Nội, 1 văn phòng tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng và 1 văn phòng ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, IDP cũng phát triển văn phòng trực tuyến tại các thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Khi đến với IDP, các bạn học sinh sẽ nhận được sự hỗ trợ trong suốt hành trình du học. Bắt đầu là những tư vấn hoàn toàn miễn phí để các bạn học sinh có thể chọn quốc gia, chọn ngành học, khóa học phù hợp. Với lợi thế là IDP đang là đơn vị điều phối nhiều học bổng giá trị, không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ hoàn thiện hồ sơ ghi danh, IDP còn hỗ trợ các bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Sau khi nhận được thư mời nhập học, IDP sẽ hướng dẫn thanh toán học phí với các hình thức thanh toán thuận tiện và ưu đãi về tỷ giá. Ngoài ra, quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng sẽ được tư vấn chuẩn bị hồ sơ visa và trả lời phỏng vấn, cũng như các dịch vụ hỗ trợ trước khi lên đường như đăng ký dịch vụ đưa đón sân bay, đăng ký nhà ở và mua bảo hiểm y tế. IDP tự hào với tỷ lệ đậu visa trên 95% trong các năm qua. Với định hướng ứng dụng công nghệ để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất, IDP phát triển ứng dụng IDP Live App, ứng dụng du học độc đáo. Khi sử dụng ứng dụng du học IDP Live App, quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể cập nhật được thông tin mới nhất về các khóa học cũng như là các trường và tham khảo kinh nghiệm du học từ chia sẻ của cộng đồng sinh viên quốc tế. Đặc biệt, các bạn học sinh có thể theo dõi tiến độ hồ sơ du học qua IDP Live App mọi lúc, mọi nơi. Để tải ứng dụng, quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể scan mã QR code trên màn hình. Hiện tại, IDP đang có chương trình học bổng riêng kết hợp cùng với ngân hàng HSBC mang tên HSBC Premier and IDP. Học bổng này dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông và các bạn sinh viên đại học Việt Nam có giá trị lên đến 50 triệu Việt Nam đồng cùng với vô vàn hỗ trợ ưu đãi khác từ IDP. Học bổng HSBC Premier and IDP được tài trợ bởi hai tổ chức có chi nhánh trên nhiều quốc gia. Do đó, đây sẽ là điểm nhấn trong hồ sơ du học của các bạn. Để đăng ký tham gia chương trình, các bạn học sinh có thể scan mã QR code hoặc truy cập đường link được gửi trong chat box. Tiếp theo đây, xin mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đến với phần chính của sự kiện ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu anh Lộc Huỳnh là giám đốc thị trường du học Mỹ và Canada tại IDP Việt Nam cùng chia sẻ về bí kíp tự tin phỏng vấn xin visa du học Mỹ cùng quý phụ huynh và các bạn học sinh. Mời anh ạ. Cảm ơn Phương Anh. Xin chào các anh chị phụ huynh.
Chào các bạn học sinh, rất là cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay mình chỉ xoay quanh cái chủ đề chính là làm sao để phỏng vấn visa du học Mỹ cho nó thuận lợi đúng không? Cái cách, những cái cách nào để phỏng vấn, những cái thông tin quan trọng cần phải biết. Nội dung chính ngày hôm nay ngắn gọn thôi, hai phần: các thông tin quan trọng cần phải biết về kỹ năng. Mình sẽ để phần lớn thời gian còn lại để trả lời câu hỏi cho mọi người. Các anh chị nào có câu hỏi có thể để vào trong chat box hoặc là cũng có thể mở micro lên để nói. Tuy nhiên là mình khuyến khích là mọi người để vào trong chat box để cho phía bên điều phối viên các bạn dễ dàng nắm được cái flow hơn, cái mạch hơn. Rồi, thế thì việc đầu tiên khi mà mình nói về visa du học Mỹ thì mình phải nói về các thông tin quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được trước khi đi phỏng vấn. Đầu tiên đó, tôi muốn làm rõ cái vấn đề là như vậy nè. Những cái tiêu chí mà lãnh sự quán họ sử dụng để họ đánh giá là một ứng viên có một một đơn đơn có phải là một có thể được cấp visa du học F1 hay không. Cái visa mình đi du học là visa F1. Thứ nhất là các bạn đơn đơn đó, các bạn du học sinh đó, bạn học sinh sinh viên đó phải hiểu rõ cái tình trạng học vấn hiện tại của bản thân mình. Bạn phải biết là mình đang học ở level nào, bạn học lớp mấy, điểm số ở trong trường của mình như thế nào. Nếu như mà mình đang học lớp 12, mình được phỏng vấn visa mà viên chức lãnh sự hỏi là điểm toán của em đang là bao nhiêu, điểm trên mà mình không biết thì đây là một cái bất lợi rất là lớn cho cái hồ sơ xin phỏng vấn của bạn. Cái thứ nhì là cái lương đơn phải chứng minh mình có đủ năng lực tài chính để hỗ trợ cho cái việc đi học của mình. Thì cái người cần phải chứng minh cái năng lực tài chính ở đây không nhất thiết là đương đơn, mà có thể là một người bảo trợ tài chính ở Việt Nam, còn tốt nhất là ba mẹ của đương đơn. Cái phần thứ ba mà viên chức lãnh sự họ nhìn là cái ý định hoàn thành khóa học của đương đơn. Cái này tôi thì nhìn thấy rất là nhiều rồi. Nhiều bạn apply cho một khóa học A nhưng mà sang Mỹ đổi sang một khóa học B. Nhiều bạn đi apply chương trình đại học xong rồi sang Mỹ apply ngược lại học chương trình cao đẳng. Thật ra về mặt mà luật pháp thì có thể là về mặt luật pháp thì cái đó nó có thể không ai cấm các bạn làm việc đó, nhưng mà nó sẽ làm một cái vết xấu, vết rất là xấu trên hồ sơ di trú của mình, cho nên mình phải hết sức cẩn thận chuyện này. Tốt nhất là nên nhận được sự tư vấn kỹ ngay từ đầu và chọn đúng cái khóa học hợp với mình ngay từ đầu. Thì cái vấn đề này các bạn có thể đến IDP gặp cái tư vấn viên IDP để cho các anh chị đó tư vấn cho các bạn. Một phần nữa là đương đơn có kế hoạch rời khỏi Hoa Kỳ sau khi hoàn thành khóa học. Lãnh sự quán, anh chị ở vị trí lãnh sự rất là quan tâm đến cái vấn đề là các bạn có thực sự sẽ có ý định quay về Việt Nam sau khi các bạn hoàn thành khóa học hay không, hay là các bạn lại sẽ tiếp tục ở lại Mỹ, tìm cách để mình ở lại Mỹ bất hợp pháp. Thì cái đó là một cái rất là quan trọng mà mình cần phải né ha, tránh cái vấn đề đó. Và đây cũng là cái những yếu tố quan trọng nhất, cái tiêu chí quan trọng nhất mà viên chức lãnh sự họ sử dụng để đánh giá là mình có nên cho cấp cái visa F1 cho các bạn không. Thì bây giờ các thông tin quan trọng mình cần nắm vững là gì? Ôi giời, nhiều thông tin lắm, rất 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 nhiều các loại thông tin các bạn cần phải nắm. Nhiều bạn hỏi anh ơi nhiều thông tin quá thì làm sao mà em nhớ được hết? Cái cách để các bạn nhớ để những cái thông tin này là các bạn hãy chia nó thành những cái block. Các bạn hãy chia các thông tin này thành những cái block. Ở đây tôi đề xuất là mình chia thông tin, những cái thông tin mình cần phải nắm vào 5 block. Block thứ nhất là những thông tin cá nhân cơ bản. Những thông tin cá nhân cơ bản này thì đương nhiên các bạn phải biết rồi: em là ai, em học trường nào, bố mẹ, gia đình, các thành viên gia đình. Đó là những cái thông tin rất cơ bản là mình phải nắm. Cái đó thì mình không nói ở đây. Cái thông tin thứ hai mình cần phải nắm rất là kỹ nữa, đó là tình trạng học tập hiện tại của mình. Thì các bạn cần phải nắm tất cả những thông tin liên quan đến tình trạng học tập hiện tại của các bạn nhớ nha, hiện tại tức là lúc đang ở Việt Nam mình đang học đến đâu, cái bằng cấp cuối cùng của mình, mới nhất của mình là bằng gì, tất cả những bằng cấp mà mình có bao gồm cả là những cái chứng chỉ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS, TOEFL, điểm trung bình, thậm chí là và đặc biệt là đối với những các bạn học cấp 3 thì cái môn học, điểm số của từng thành phần của từng môn học là các bạn phải nắm. Các bạn không thể nào nói là em đang học lớp 12 nhưng mà em không nhớ điểm địa lý của em là bao nhiêu được. Cái chuyện đó nó thể hiện mình không phải là một cái học sinh nghiêm túc. Phần thứ ba, cái block thứ ba đó là cái năng lực tài chính. Mình cần phải nắm rất rõ các cái thông tin liên quan đến năng lực tài chính của người bảo trợ
cho mình. Nếu như các bạn lớn rồi, trên 17 tuổi các bạn đi phỏng vấn một mình, các bạn học phổ thông còn nhỏ thì bố mẹ có thể đi vào phỏng vấn chung với các bạn. Những cái thông tin quan trọng nhất mà mình cần phải nắm về cái người bảo trợ tài chính của mình là công việc, đang làm công việc gì, bao nhiêu năm rồi, đúng không? Cái thứ hai đó là thu nhập của người bảo trợ tài chính của mình bao nhiêu tiền một năm, bao nhiêu tiền một tháng, mình cần phải biết. Nếu như mình không có một con số cụ thể, bởi vì cái thu nhập của mình nó không có mang tính chất ổn định, ví dụ như là bố mẹ làm công việc kinh doanh thì mình cũng phải ước chừng trong vòng 3 năm, 5 năm vượt qua cái thu nhập trung bình mỗi năm là khoảng bao nhiêu tiền. Và cái phần thứ ba nữa nó chính là tài sản, mình cũng phải biết là ở nhà gia đình có những cái tài sản lớn nào. Đây là những cái thông tin vô cùng quan trọng và cơ bản để mà mình có thể bám vào đó mình trả lời những câu hỏi liên quan đến năng lực tài chính của gia đình. Cái blog thứ ba là một trong những cái blog quan trọng nhất, rất quan trọng, và đây chính là cái blog mà đa số các bạn bỏ quên. Rất nhiều bạn không quan tâm đến cái blog này, đặc biệt là những bạn mà sau khi được tư vấn xong, chọn trường xong, các bạn quên luôn, hoàn toàn bỏ qua cái vấn đề luôn, đó là kế hoạch học tập của mình. Rất là nhiều thông tin các bạn cần phải nắm được, và tôi thấy là đa số các bạn nắm không đủ. Trước khi đi phỏng vấn, các bạn nói chuyện với tôi, các bạn nắm không đủ. Các thông tin cơ bản về trường, trường của mình nằm ở đâu, vị trí trường nằm ở đâu, trường tên là gì, quy mô của trường có lớn hay nhỏ, các cái thông tin cơ bản về khóa học, tôi học cái gì, lộ trình học ra làm sao, học trong bao nhiêu năm, học bao nhiêu semester, và học phí của khóa học của tôi là bao nhiêu tiền. Đó. Các thông tin cơ bản về ngành học, đặc biệt là những cái thông tin này là mình cũng phải biết, mình phải tên ngành, không thể nào mình không biết được, đúng không? Lộ trình sự nghiệp là sao, lộ trình sự nghiệp tức là học cái ngành này ra xong rồi làm gì, có thể ứng dụng được vào lĩnh vực gì, và đặc biệt nếu được các bạn nên biết luôn cái bản chất của cái ngành nghề này là cái gì, đúng không? Bản chất của cái ngành mình học là cái ngành gì. Mình không thể nói em chọn cái ngành này tại nó vậy đó, em không biết tại sao em chọn, cái đó là không có được, đúng không? Ngành chemistry nó sẽ khác với ngành chemical engineering ra làm sao, cái đó mình phải biết. Những cái thông tin rất là quan trọng về ngành nghề, mình phải có khả năng để mình giải trình được những cái thông tin này cho viên chức lãnh sự, họ hỏi mà mình không biết là không được. Rồi lý do chọn cái trường này và lý do chọn cái ngành học này, và vì sao em chọn cái trường này, em có được trường cho học bổng tốt, nói ra để người ta biết, đúng không? Vì sao em chọn cái trường này, trường này có cái lịch sử lâu đời về có cái danh tiếng về cái ngành học của em, ok tốt. Thậm chí những lý do rất là đơn giản, em thích học ngành này bởi vì thích học, em chọn cái trường này là bởi vì cái trường này có cái môn bóng rổ rất là phát triển, em thích xem bóng rổ cho nên em học cái trường này. Hồi đó em xem phim, em thấy có cái trường này trên phim là thích quá, đăng ký học trường này cũng là một lý do có thể được, hoàn toàn có thể là một lý do tốt. Ok rồi. Lộ trình chi tiết theo từng năm khi về Việt Nam mình phải biết, đặc biệt đối với những bạn mà học sẽ có cái lộ trình học nhiều trường, ví dụ như một bạn học high school, học cao đẳng rồi học lên đại học, đúng không? Mình phải biết năm nào tôi học chương trình high school, năm nào tôi học chương trình cao đẳng, rồi học chương trình đại học. Rồi ví dụ như những bạn học cao đẳng mà các bạn có học thêm khóa tiếng Anh, cũng phải biết tôi sẽ học khóa tiếng Anh trong bao nhiêu tháng, và sau đó tôi sẽ học cao đẳng, học cao đẳng xong tôi sẽ làm cái gì với cái bằng cao đẳng đó. Đồng thời là các kế hoạch về nơi ở, mình phải biết mình sẽ đi sang đó mình ở đâu. Đương nhiên ở thời điểm mà các bạn đi phỏng vấn có thể các bạn chưa biết về cái địa chỉ nhà của mình, nhưng ít nhất các bạn cũng phải biết rằng tôi sẽ sang đó tôi ở với người thân, hay tôi sang đó tôi thuê nhà tôi ở, hay là tôi sang đó tôi ở ký túc xá của trường. Đó là những cái thông tin mình cần phải nắm, đồng thời là vẫn phải nắm được là cái chi phí sinh hoạt nữa. Các bạn nên nhớ là mỗi một cái thành phố Mỹ chi phí sinh hoạt nó sẽ khác nhau, đương nhiên nó không có lớn nhưng mà nó cũng cũng có, mình phải nắm được những cái thông tin đó khi người ta hỏi, để mình biết những thông tin này để làm gì, để mình hiểu được rằng những cái khoản chi phí này nó ở trong phạm vi chi trả của cái năng lực tài chính của gia đình tôi nên tôi đi được. Một cái thông tin nữa mà các bạn cần phải nắm đó là kế hoạch sau tốt nghiệp, và đặc biệt là kế hoạch sau tốt nghiệp ở Việt Nam. Thì các bạn cần có một cái kế hoạch nó có chiều sâu, cái kế hoạch nó phải có sự chi tiết, chứ các bạn không thể nào lên một cái kế hoạch mà nó không có sự đầu tư được. Anh lấy ví dụ một kế hoạch mà nó không có sự đầu tư, một kế hoạch không có một cái chiều sâu trong suy nghĩ là như vậy, em sẽ về Việt Nam để em phụ giúp ba mẹ kinh doanh hết, đó là một kế hoạch rất là không có chiều sâu, rất là
hơi ẩu đúng không? Một cái kế hoạch nó cũng gần giống như vậy nhưng mà nó sẽ có chiều sâu hơn. Em sẽ về Việt Nam và làm việc trong công ty của gia đình. Em sẽ bắt đầu bởi ở một cái vị trí là, anh lấy ví dụ như em sẽ bắt đầu ở một vị trí là kế toán, em phụ giúp bố mẹ quản lý sổ sách. Sau khi em, và cái mục tiêu trong vòng 10 năm tới của em là bố mẹ em có thể nghỉ hưu và giao cái việc kinh doanh của gia đình cho em. Đó cũng là một kế hoạch có chiều sâu. Mình hãy nói với người ta rõ ràng biết là tại sao mình về, mình đạt về, mình làm cái gì. Em sẽ về để em mở một công ty startup, một kế hoạch hoàn toàn không có chiều sâu, một kế hoạch khá có chiều sâu, nó giống gần giống như vậy nè. Em sẽ về Việt Nam, em làm việc trong cái lĩnh vực, anh lấy ví dụ lĩnh vực logistics ở cái công ty này, công ty A mình muốn làm, với cái mức lương, với một cái mức lương khởi điểm là bao nhiêu đây tiền. Em có dự định là sau 5 năm em sẽ thu nhập, học được đầy đủ kiến thức để em có một cái startup riêng của em. Anh lấy ví dụ là một cái ví dụ có về cái kế hoạch có chiều sâu. Các bạn nhớ giùm anh nha, nên có một kế hoạch rõ ràng, tôi về Việt Nam tôi sẽ làm gì. Nếu mình ý định là mình đi đầu quân trong công ty nào đó, mình cũng nên biết công ty tên gì đúng không? Em không nhất thiết là em phải còn biết là cái chuyện em làm ở đó, nhưng ít nhất mình cũng biết là cái mong muốn của mình rồi. Mình cũng nên biết được là cái mức lương kỳ vọng của em sau khi về Việt Nam là cái gì. Tại sao những cái này nó quan trọng? Những cái này nó quan trọng bởi vì nó thể hiện mình là một sinh viên có cái đầu tư trong suy nghĩ, là một sinh viên nghiêm túc. Tôi không có đi học cho vui, tôi đi học vì tôi có mục đích rõ ràng. Nó thể hiện cái sự trưởng thành của mình và nó sẽ giúp cho viên chức lãnh sự dễ dàng cấp visa cho em hơn, bởi vì em đã thể hiện được là em có một cái mục tiêu rõ ràng ở Việt Nam, cái gắn cái mối quan hệ gắn kết của em với Việt Nam nó tốt. Đó. Rồi thế bây giờ mình sẽ nói về một số cái thông tin không chính xác mà chúng ta hay nghe nói. Thứ nhất là quota dành cho visa lãnh sự Mỹ là có một cái quota, một năm tôi chỉ cấp 10.000 visa cho sinh viên Việt Nam, một năm tôi chỉ cấp 20.000 visa cho sinh viên Việt Nam, có đúng như vậy không? Thì xin trả lời là cái câu là cái này là không chính xác ha. Lãnh sự quán và cơ quan lãnh sự của cơ quan đại sứ cũng đã xác nhận cái vấn đề này rồi, không có một cái quota nào dành cho visa du học hết. Lãnh sự muốn cấp càng nhiều visa càng tốt cho các bạn, tuy nhiên là các bạn phải thỏa những cái điều kiện, những cái tiêu chí mà lãnh sự đề ra, giống như nãy mình nói. Cái hiểu lầm thứ hai là chỉ cần có hồ sơ là sẽ có visa, dẫn đến cái việc là các bạn chạy đua đi làm những cái hồ sơ giả, những hồ sơ không trung thực. Nhưng mà cái này là sai rồi. Lãnh sự thực ra không có cần phải nhìn quá nhiều hồ sơ các bạn. Lãnh sự sẽ nhìn vào cái quá nhìn vào các bạn cả, ở một cái góc nhìn nó toàn, nó trọn vẹn hơn, chứ không phải chỉ là nhìn vào bộ hồ sơ. Tiếng Anh của em có tốt không, em có thể em là một sinh viên nghiêm túc không, em có hiểu biết gì về cái chương trình học của em không, em có nắm rõ về hoàn cảnh tài chính của gia đình mình không đó. Nhưng mà không nhất thiết là các bạn phải đi chạy chạy đôn chạy đáo bỏ hàng trăm triệu đi làm những bộ hồ sơ giả, và đa số hồ sơ giả là sẽ bị phát hiện. Hồ sơ giả chứ rất là dễ bị phát hiện. Các bạn tưởng tượng một ngày một viên chức lãnh sự phỏng vấn vài chục sinh viên, họ nhìn vào bộ hồ sơ là họ biết hồ sơ giả, làm sao mà em có thể qua mắt được họ đúng không? Và đặc biệt cái dở là hồ sơ giả là khi mà em bị phát hiện rồi em sẽ không bao giờ em có cơ hội đi được phỏng vấn lại nữa. Không chỉ là mình bị từ chối visa, mình sẽ còn không bao giờ được cấp visa lại nữa, rất là mệt đúng không? Có người thân ở Hoa Kỳ thì sẽ bị từ chối visa du học, cái này sai ha. Có người thân ở Hoa Kỳ không có đồng nghĩa với việc sẽ bị từ chối visa đi du học. Cũng không có nghĩa là có người thân sẽ được cấp visa đi du học. Người ta nhìn vào các bạn ở những cái tiêu chí khác. Anh lấy một ví dụ bản thân anh khi anh đi học Mỹ, anh đi du học Mỹ năm 2007, thì lãnh sự Mỹ họ cũng có hỏi mình có người thân không. Anh trả lời rất là chúng ta tôi có người thân, tôi có người thân ở Mỹ. Thành ra là họ vẫn cấp visa cho mình đi bình thường, cho nên đừng có sợ quá vấn đề này. Một cái nữa là chỉ cần trả lời đúng theo những cái mẫu có sẵn, mẫu câu hỏi và câu trả lời có sẵn là sẽ được cấp visa. Sai, không có một cái mẫu câu hỏi câu trả lời nữa, không có một câu trả lời nào là câu trả lời đúng 100%, không câu trả lời nào câu trả lời sai 100%. Tất cả người ta cần biết là bạn có thỏa mãn những tiêu chí của họ không và bạn có nói thật không. Bởi vì cái hiểu lầm cái chỉ cần trả lời đúng theo mẫu mà rất là nhiều bạn đi theo mọi con đường rất là sai đó, các bạn học thuộc lòng rất là nhiều bạn học thuộc lòng câu trả lời. Trời đất ơi, học thuộc lòng câu trả lời viên chức lãnh sự biết ngay đúng không, biết xong rồi ảnh hưởng hồ sơ mình ngay. Họ hỏi họ chỉ cần hỏi một cái câu nó hơi không có giống như các bạn học xong rồi là bạn cũng không trả lời được. Rồi
Bây giờ ở đây mình cũng nói thêm một cái việc nữa, nhân tiện đây mình nói thêm một việc nữa là các bạn lưu ý nè, tất cả những câu trả lời của các bạn trong chương trình sự đều phải là sự thật, 100% sự thật. Chỉ cần họ phát hiện bạn nói dối thôi thì bạn sẽ không có được cấp visa, và họ phát hiện bạn nói dối rất là dễ, không có gì khó nhưng chuyện họ phát hiện bạn nói dối nhé. Và một cái nguy hiểm nữa là các bạn biết là đối với những trường hợp mà nghiêm trọng, nhiều khi không những bạn không còn được đi Mỹ mà bạn không còn được đi bất cứ một nước nào khác, đó là cái rất là nguy hiểm ha. Thành ra cố gắng không nói dối, đừng bao giờ nói dối trong cái chuyện phỏng vấn visa. Mình đã từng làm việc với lại tương đối nhiều các bạn học sinh rồi, và có những bạn mấy bạn nói trời anh ơi hồ sơ kem xấu lắm, em mà nói thiệt ai mà cấp visa cho em. Bạn này mình gặp ở Hà Nội thì mình cũng có làm việc với bạn, và thực sự là trong quá trình làm việc với bạn mình chỉ tư vấn cho bạn cách để trả lời phỏng vấn 100% sự thật. Vấn đề là ở chỗ là mình có thể giải trình được cái trường hợp của mình hay không thôi. Thì cái này khi các bạn làm việc với các tư vấn viên, các anh chị tư vấn viên sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đôi khi mình nhìn thấy cái hồ sơ của mình nó xấu nhưng thật ra nó không xấu, thật ra nó ok, nó giống với những người xung quanh, đúng không? Thì mình cũng đừng quá lo lắng chuyện đó, hãy luôn luôn nói sự thật cho các bạn. Bây giờ mình đã xong cái phần là nội dung của câu trả lời, mình đã biết là mình cần phải học cái gì, thông tin nào mình cần nắm. Bây giờ mình sang một cái chủ đề khác, một cái chủ đề nữa cũng rất là quan trọng mà các bạn cần phải nắm, đó là kỹ năng phỏng vấn cơ bản. Những cái kỹ năng này rất là cơ bản, và anh cũng xin nhấn mạnh luôn cái chuyện là cái kỹ năng phỏng vấn này nó không phải chỉ đơn giản là kỹ năng phỏng vấn dành cho các bạn để xin visa. Đây là những kỹ năng các bạn có thể sử dụng để các bạn đi phỏng vấn ở bất cứ chỗ nào khác cũng được. Khi các bạn đi làm hồ sơ IDP thì các anh chị ở IDP sẽ tư vấn cho các bạn những cái này chuyên sâu hơn, còn ở đây mình chỉ đề cập đến cái bề mặt thôi, cái bề nổi thôi, vì cái thời lượng chương trình không cho phép mình đi sâu vào. Ok rồi, tiếp tục đây. Rồi, kỹ năng phỏng vấn có bốn cái các bạn cần phải nhớ rất là quan trọng, bốn cái này, bốn cái mục mà các bạn cần phải nhớ. Mục thứ nhất là phải trả lời câu hỏi to và rõ ràng. Đây là một trong những cái mà anh thấy là đa số các bạn thiếu. Anh xin lỗi, anh cũng phải nói trước cả bốn cái đề mục này, bốn cái mục tiêu mà các bạn cần phải tập luyện để các bạn đạt được này đều để xây dựng hình ảnh của một người trả lời phỏng vấn tự tin, trung thực. Các bạn nhớ nha, tự tin và trung thực. Nhiều bạn nói với anh là anh ơi, nhưng mà anh nói thì dễ chứ làm sao mà tự nhiên cái tự tin được? Cái tự tin nó đâu có phải là em sinh ra vốn tính nó nhút nhát rồi. Anh nói em tự tin sao tự tin được? Các anh chị nói em phải tự tin lên, ai cũng nên mới tự tin lên, nhưng mà em không tự tin được, tính em nó vậy rồi. Thì anh chia sẻ với các bạn luôn câu chuyện của bản thân anh khi mà anh còn nhỏ, anh còn bé, mình đi học, anh luôn luôn là người ngồi ở bàn cuối cùng ở trong lớp, không có bao giờ nói chuyện thì nhiều nhưng mà không có dám phát biểu, đúng không? Rất là thiếu tự tin, rất là thiếu tự tin. Cho nên anh cũng khẳng định các bạn luôn là có rất là nhiều người sinh ra có sẵn cái tính tự tin, mà có rất nhiều người sinh ra đúng là không có sẵn cái tính tự tin. Anh cũng là một trong số đó, nhưng tự tin là một cái mình có thể học được. Các bạn nhớ, tự tin không phải là một cái khả năng mà mình hoàn toàn mình chỉ có được do ông trời ban cho, mình có thể học được. Và cái nếu như các bạn áp dụng bốn cái phần bốn cái lưu ý mà anh sắp sửa nói tới đây thì anh hy vọng là các bạn có thể xây dựng sự tự tin. Đương nhiên nó cần thời gian, không có thể ai vào à cái anh Lộc này anh trêu em đây học đi, học cách tự tin đi, cái ngày hôm sau em biết cách tự tin không, nó cần có thời gian nó xây dựng ha. Thì bây giờ anh bắt đầu anh nói luôn cái phần thứ nhất đó, là các bạn phải nói rõ ràng và nói to. Các bạn nhớ cái này là quan trọng nhất, cái này có thể gọi là cái quan trọng nhất. Nếu như trong bốn cái này em quên một trong bốn cái, em quên hết mà em chỉ được chọn một một cái để nhớ thôi, hãy nhớ cái vấn đề là trả lời to và rõ ràng. Vì khi em nói to và em nói rõ, em sẽ làm cho người ta hiểu em hơn, nhưng nó cũng sẽ tự nó reinforce, nó làm à, nó là nó xây dựng cái khả năng của mình một cách mà các em không có chủ động, các em suy nghĩ là mình phải tự tin, nhưng mà thực sự là các em đã trở thành tự tin hơn rất là nhiều chỉ bằng cách nói to thôi. Các em có thử
À, các em có bây giờ các em xem đi trên lớp lên giảng đường đại học ha, hoặc là trên trên lớp của mình, các em thấy các thầy cô vào lớp không? Họ không có gì để họ sợ, họ không có gì để họ ngại, và các thầy cô nói luôn luôn là to nhất lớp, nói mà từ bàn dưới đến bàn đầu đều nghe thấy các thầy cô nói hết. Nhưng mà gặp các anh nào mà không thuộc bài đứng lên nói coi, hôm nay không có học bài, xin lỗi cô đó, em thấy không? Cái người không tự tin là người sẽ nói rất là nhỏ. Thành ra em hãy học cách nói tự tin, hãy lúc nào cũng nhắm mắt lại và suy nghĩ rằng chỉ có tôi ở trong cái phòng này thôi. Khi các bạn trả lời, khi các em học phỏng vấn, rất là nhiều các bạn sẽ học cái kỹ năng phỏng vấn ở nhà đúng không? Mình tự học ở nhà, đặc biệt là trong cái mùa dịch rồi, rất là nhiều bạn học ở nhà, là một cái môi trường tuyệt vời để cho các em học cái cách để nói to. Em phải nói làm sao mà cho cả cái phòng của mình, ít nếu mình ở trong phòng của mình thì cả cái phòng phải nghe được em đang nói cái gì. Thử hãy cầm cái bài phỏng vấn của mình, tập luyện tập phỏng vấn, đừng luyện tập ở trong phòng riêng, hãy ngồi ở phòng khách nơi có bố có mẹ có anh chị em. Đấy. Và hãy tìm cách là mình ignore hết tất cả những cái tiếng ồn ào xung quanh, mình đừng có suy nghĩ, cố gắng đừng có suy nghĩ đến người này sẽ cười mình, người kia sẽ cười mình. Đấy. Ở trong phòng mà nói rất là to, nói xong rồi hỏi ba 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 có nghe con nói gì không, mẹ 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 có nghe con nói gì không. Đấy. Hãy làm sao mà mình ở phòng khách mà mình trả lời phỏng vấn, mình tự trả lời phỏng vấn với mình, mà ở nhà bếp bố mẹ và các anh chị em mình vẫn nghe mình nói. Cái đó là anh nói thiệt, anh hoàn toàn không có phải đưa cho các em một cái kỹ năng nào ở trên trời hay ở trên mây đâu đó. Đây là những cái các em có thể tập được, và bởi vì đó là những người thân của mình, cho nên ngay từ thời điểm đầu mình có một lợi thế là mình không có bị mắc cỡ đúng không, mình không có bị mắc cỡ đó. Thì cái đó là cái rất là quan trọng ha. Mình cần phải trả lời, cố gắng trả lời dõng dạc, tự tin, rõ ràng, nói chậm thôi, không cần phải nói nhanh. Ngay lúc đầu mình không cần phải nói nhanh, nói chậm cũng được, rõ ràng từng chữ một. Đấy. Nó sẽ giúp cho mình xây dựng cái tâm lý thoải mái, tự tin ha. Và một trong những cái tips mà anh hồi nãy anh có nói em, cái tip đầu tiên là mình sẽ tập trả lời phỏng vấn ở phòng khách đúng không, rồi xong rồi mình hỏi ba mẹ mình ở nhà bếp có nghe không đúng không. Một cái tip thứ hai là hãy trả lời ngắn gọn thôi, đừng nói dài quá, nói dài không để làm cái gì. Hãy trả lời những cái câu, hãy để những câu trả lời của mình là những câu đơn, không có phức tạp. Đừng có đưa ra những câu trả lời phức tạp, nó làm gì, nói từng câu từng câu từng câu một ha. Nó sẽ giúp cho cái người phỏng vấn của mình hiểu và nắm bắt cái nội dung câu trả lời của mình nhanh hơn. Thì cái đó là cái tip thứ hai. Rồi qua đến cái đề mục thứ hai, một cái phần các bạn cũng cần phải học, đó là các bạn phải cười, bạn phải cười nhiều lên, phải giữ cái tinh thần phỏng vấn thoải mái thực sự. Các bạn nhớ nha, khi các bạn đi phỏng vấn visa thì một cái buổi phỏng vấn visa nó sẽ kéo dài chỉ trong vòng khoảng trung bình nó phải từ 2 tới 3 phút thôi, không có nhiều hơn, dài lắm là 5 phút mà chả bao giờ mà lên tới nỗi 10 phút đâu, rất là nhanh. Cho nên những cái ấn tượng ban đầu của mình nó ảnh hưởng đến cái khả năng thành công visa rất là cao. Mọi người nên nhớ, bởi vì buổi phỏng vấn visa nó là buổi phỏng vấn cho nên nó có mang tính chất là gì, nó mang tính chất là nó chủ quan đúng không, nó là chủ quan cảm tính, nó có cái yếu tố cảm tính trong nó rất là nhiều. Và khi mình nói về cảm tính thì mình sẽ thích những cái người mà hay cười đúng không, mình sẽ thích những người hay cười hơn. Em cứ tưởng tượng gặp thầy cô giáo lên, một thầy lọc lên cái mặt như vậy nhăn nhó em không thích liền, nhưng mà ông thầy giáo lên cái mặt nghe răng ra cười với các bạn mới vừa vào là thích rồi đúng không. Cho nên cái việc cười tươi nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để mình có thể thắng được cái cảm tình của những người phỏng vấn mình. Đấy, thắng được cái cảm tình của người phỏng vấn mình, đi phỏng vấn đâu cũng vậy, cười tươi sẽ luôn luôn có giúp em có lợi thế. Giữ cái tinh thần nó phải thoải mái đó, lịch sự đúng không, cười tươi. Nhưng mà làm ơn giúp anh chị mà đừng có cười nham nhở. À, rất là nhiều bạn nói ờ cái anh Lộc này anh kêu em mà đi phỏng vấn là phải cười, cho nên em vô em cười. Cái đó là cười nham nhở, phải giữ cái thái độ nó tự nhiên nhưng mà nó không có bị thoái quá, nó không có bị xuề xòa, nó không có nó phải có một cái sự lịch sự và trang trọng đúng không. Mình không thể nào mà mình vào mình gặp những cái lãnh sự ê khỏe không, đâu có đây được đúng không. Mình cũng không thể nào mình đến một buổi phỏng vấn mình cười hello anh khỏe không, bây giờ anh em mới gặp anh đó, nghĩa quá là xuề xòa không được, mình phải lịch sự đúng không. Nhưng mà mình phải nhe răng ra mình cười, cười tươi. Em kể cho các bạn nghe một câu chuyện, anh đã từng có một học sinh, bạn này đi học ở Chicago, đi học ở Chicago, và trong cái quá trình mà hướng dẫn bạn trả lời phỏng vấn visa đó, thì các anh chị tư vấn cũng hướng dẫn các bạn cũng nhiều lắm. Tuy nhiên có một, tuy nhiên nó kể là tới lúc mà đi phỏng vấn đó, nó quên hết trơn, tự nhiên run quá quên hết, không nhớ gì hết.
lúc mà được hỏi là cái thông tin gì về thành phố Chicago, bạn không biết, bạn quên, bạn đã từng biết nhưng mà lúc đó bạn quên. Cái duy nhất bạn làm được là bạn nhe răng ra, bạn cười, bạn cười. Em quên rồi, I'm sorry, I forgot. Đấy. Chỉ có vậy thôi mà cái người phỏng vấn của bạn nhe răng ra cười lại thì bạn xong rồi hướng dẫn với bạn, à đây nè, để ra những thông tin em phải biết. Anh không nói đây là cái chuyện bạn nhe răng ra cười làm cho bạn nó có visa, nhưng anh nghĩ đó là một trong những yếu tố để giúp người ta có cảm tình với bạn. Thì hãy nhớ đi phỏng vấn nhớ cười. Rồi một cái nữa cực kỳ quan trọng đó là mình duy trì cái giao tiếp bằng ánh mắt, ta gọi là eye contact. Mình luôn luôn phải nhìn vào mắt của cái người phỏng vấn mình, tại vì khi em nhìn vào mắt của người phỏng vấn em, những người nói chuyện với em, em mới thể hiện được em là người chân thành và thật thà, em không có gì để che giấu. Anh lấy một ví dụ rất là đơn giản cho em có thể hình dung ra được. Tối nay về nhà ăn cơm, thử để ý lúc nói chuyện với ba mẹ, có phải là lúc mình nói chuyện với ba mẹ lúc nào mình cũng nhìn vào mắt ba mẹ mình nói chuyện, với ba, mình nói chuyện với mẹ, nói chuyện với anh chị em, mình đi ra ngoài đường uống trà sữa với lại bạn thân của mình nói chuyện với nó, mình cũng nhìn vô mắt chứ mình đâu có nhìn lên cái bóng đèn đâu, đúng không? Nhưng mà thử so sánh nha, lần đầu tiên đi chơi với bạn trai, lần đầu tiên đi chơi với bạn gái, à mắc cỡ, còn nhiều cái để che giấu, chưa có dám thật thà hết, cho nên đôi lúc nói chuyện không có dám nhìn vào mắt nhau. À, cho nên người ta mới nói là e ấp là vậy đó, e ấp là chưa có dám nhìn vô mắt, nhìn vô cái ly trà, nhìn vô cái dĩa đồ ăn, không có dám nhìn vô mắt. Tại sao? Vì vẫn còn chưa có cái sự tự tin, vẫn còn chưa có dám nói hết. Cho nên cái chuyện mà nhìn vào mắt nhau nó thể hiện cái sự thật thà và sự chân thành, mình phải nhớ cái chuyện đó ha, cố gắng tập. Một trong những cái cách để mình tập được cái này, và đa số các bạn, nhiều bạn không 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 có biết được cái này đâu. Anh nhớ là anh hay hồi hồi lúc mà trước dịch, anh hay mở những cái lớp dạy phỏng vấn visa, và khi các bạn phỏng vấn với anh, các bạn toàn nhìn cái bóng đèn không, các bạn đang nói chuyện với anh Lộc mà các bạn toàn nhìn cái bóng đèn, các bạn nhìn lên cái bảng, các bạn nhìn vô tờ giấy, các bạn nhìn vô trong mấy cái bạn, nhìn vào mắt của những cái người học chung với mình, không có dám nhìn vô mắt của phỏng vấn đó. Thì cái đó là cái mình phải sửa. Và một cái tip cho các bạn làm chuyện này là như vậy nè: ở nhà em đi kiếm cái gương, trong cái cách trả lời phỏng vấn mình đi kiếm cái gương, em kiếm cái gương xong rồi em kiếm trả lời phỏng vấn, đừng có nhìn tờ giấy. Rất là nhiều bạn trả lời phỏng vấn mắc cười lắm. Anh lấy ví dụ nha, các bạn cầm cái tablet lên hoặc là cái tờ giấy lên, bạn đọc câu hỏi, ok câu hỏi A, where are you from, câu hỏi B, which school are you going to attend, I am going to the school ABC đó. Các bạn học gì không có hiệu quả, các bạn bỏ cái cuốn tập xuống, các bạn bỏ cái tháp lịch xuống, các bạn nhớ câu hỏi để các bạn chỉ nhìn vào đây để các bạn lấy câu hỏi thôi, và các bạn nhìn vào một cái gương để các bạn trả lời phỏng vấn. Nếu mình không có gương thì mình có thể nhìn webcam cũng được, nhưng mà tắt cái chức năng mirror đi, tắt cái chức năng, nhưng mà tốt nhất là các bạn nhìn, sorry, mở cái chức năng mirror, nhưng tốt nhất là các bạn nhìn vào gương. Vì sao anh nói các bạn nhìn vào gương? Bởi vì đó là mình, đó là bản thân mình, không có ai khác xa lạ chứ, mình không có bị mắc cỡ, và mình sẽ tập được cái khả năng nhìn vào cái mắt người đối diện khi mình trả lời phỏng vấn. Các em, bản thân anh sử dụng cái kỹ năng đó khi anh học, anh luyện tập cách để anh phỏng vấn. Không phải chỉ là phỏng vấn visa, phỏng vấn tất cả những cái buổi phỏng vấn khác em đều có thể áp dụng được cái này hết. Em nhìn vào gương, và khi em nhìn vào gương, em nhìn thẳng vào mắt của em. Em tập 1 ngày, em tập 2 ngày, em tập 3 ngày, em tập 5 ngày, em tập 10 ngày, em sẽ có được cái thói quen đó, em sẽ nhìn thẳng vào mắt người đó đối diện khi mình trả lời phỏng vấn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ gì, một trong những cái lợi thế rất là lớn của tập phỏng vấn bằng gương là gì? Mình sẽ thấy được cái mặt của mình nó dễ thương hay là nó dễ ghét, đúng không? Nhiều bạn đi trả lời phỏng vấn, học cái lớp phỏng vấn visa, anh Lộc nói cái mặt em sao cứng nhắc vậy, cái mặt của em phải mềm ra. Yes, bạn nó nghe anh nói, bạn nó biết vậy, nhưng bạn nó đâu có hiểu anh nói gì đâu. Tại vì sao? Bạn đâu thấy cái mặt của mình. Về phỏng vấn qua gương, nhìn vô gương trả lời phỏng vấn, à cái mặt của tôi nhìn thấy dễ cưng nè, được rồi, ok, tôi thấy hay đó, giữ nguyên cái mặt này đi phỏng vấn. Hoặc là ui cha 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 cha, cái mặt này nhìn thấy ghét quá, không được, không có được, không có được, mà phải đổi lại, sửa lại cái biểu cảm của khuôn mặt. Rồi ok, yên tâm, tôi biết tôi cần phải cải thiện cái gì rồi. Thì đó là một trong những cái cách để anh khuyên các bạn là nên nên sử dụng để tập trả lời phỏng vấn. Một cái phần cuối cùng mà dặn rất là nhiều lần nhưng sai nhiều lần,
và sai có thể còn nhiều hơn cái vụ mà trả lời nó lý nhí trong miệng nữa, đó chính là ghi nhớ và học thuộc lòng câu trả lời. Đó, ghi nhớ học thuộc lòng câu trả lời. Nó có hai cách để các bạn có thể thành công trong cái chuyện này. Trong cái chuyện là luyện tập võ công đúng không? Đó. Một cái cách là con đường chính đạo là làm như anh Lập nói, mở sách ra đi tìm hiểu về chương trình học của mình, nắm vững chương trình học của mình, hiểu rõ cái mình sẽ học ra làm sao, biết về tình hình tài chính của gia đình mình. Còn một cái con đường nữa là con đường tà đạo, rất là nguy hiểm, đó là học thuộc lòng. Em không cần phải nhớ gì hết, em không cần phải hiểu gì hết, em chỉ cần học thuộc lòng thôi. Học thuộc lòng 100 câu hỏi, học thuộc lòng 300 câu hỏi là được rồi, đủ để em đi trả lời phỏng vấn rồi. Nhưng mà em có biết một câu hỏi người ta có thể hỏi rất nhiều cách, người ta có thể hỏi 5 cách, 6 cách. Em đâu có thể nào em biết được hết đúng không? Em đi học thuộc lòng, người ta chỉ cần hỏi ngày hôm đó viên chức lãnh sự hỏi hơi khác chút xíu thôi, cho em nhìn họ em cười, em không biết làm gì hết, chỉ có biết là chỉ biết nghe răng ra cười thôi. Lúc đó thì chỉ có trời mới cứu được mình, tại mình không nhớ gì hết đúng không? Thế thì hãy cố gắng đừng học thuộc lòng câu trả lời và hãy hiểu câu trả lời của mình, hãy hiểu câu hỏi của mình. Nó như bạn mắc cười lắm, các bạn học thuộc lòng, các bạn học thuộc lòng xong nó sẽ các bạn trả lời rất là hay nha, rất là lưu loát. Nhưng mà tự nhiên các bạn nói tới một nửa của cái bài đó rồi, một nửa cái bài mà các bạn học thuộc lòng rồi, các bạn quên có một chữ duy nhất thôi các em, một chữ duy nhất, vấp đúng một chữ thôi rồi xong, quên hết luôn phần còn lại, cứ ngồi đi vòng 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 ngầm kiếm cái chữ đó, cái chữ mà tôi quên mất là cái chữ gì, cái chữ mà tôi quên mất là cái chữ gì đây, rồi xong vậy thôi, chỉ có như vậy thôi, không còn nhớ gì hết, là nguyên một cái nội dung câu trả lời của mình. Thế thì hãy nhớ giùm anh, cố gắng tránh hết sức giùm anh cái việc là trả lời, cái việc là học thuộc lòng câu trả lời của mình ha, ghi nhớ học thuộc lòng câu trả lời của mình vô cùng nguy hiểm. Ok rồi, thì bây giờ nội dung của chương trình thì cũng về phần nói của anh là xong rồi, bây giờ anh sẽ bắt đầu hỏi đáp. Các bạn có bất cứ câu hỏi nào các bạn hãy để lên chat box ha, thì chị Phương Anh chị sẽ giúp anh là điều phối cái câu trả các cái câu hỏi và anh sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn ha. Rồi. Anh Lộc ơi, mình có một câu hỏi đầu tiên là em giấu không khai người thân có được không ạ? Cái câu trả lời của anh cho cái vấn đề đó là như vậy nè, mình giấu không khai người thân không có được cái lợi ích gì hết, không được một cái lợi ích gì hết, vì cái yếu tố đó nó không phải là yếu tố làm cho em bị từ chối visa nha các bạn, cái đó không phải là yếu tố để các bạn bị từ chối visa, mà cái yếu tố không có cái yếu tố một cái việc là em che giấu em có người thân á, mới chính là cái yếu tố làm cho em bị từ chối visa. Và đương nhiên ở đây anh cũng nói luôn, người thân là người thân nào, người thân là cô dì chú bác cậu anh chị em họ ruột với mình ha, chứ không có phải là ai em cũng phải khai ra hết đúng không, làm sao mà em nhớ được cô anh em họ bốn đời thôi, không có biết không có quen nữa rồi không cần phải khai ha. Nhưng mà đặc biệt là anh chị em ruột nè, ba mẹ nè, đó là mình phải khai ra nè, rồi anh cô dì chú bác cậu, những người thân mang tính chất ruột thịt với bố mẹ mình cũng phải khai ra ở ngoài ha. Rồi thì cái đó là phải nói, không có giấu được. Rồi tiếp tục câu trả lời tiếp theo, hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là mình phỏng vấn visa Mỹ bằng tiếng Việt được không anh? Mình phỏng vấn visa Mỹ bằng tiếng Việt được không? Câu trả lời câu hỏi khá hay. Mình phỏng vấn visa Mỹ thì anh cũng xin nói luôn đó là khi mà em phỏng vấn visa Mỹ vẫn prefer là các bạn trả lời bằng tiếng Anh, nếu tiếng Anh của mình tốt thì nên trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nếu tiếng Anh của mình không tốt thì mình hoàn toàn có thể xin trả lời bằng tiếng Việt được. Nhưng các bạn phải nhớ khi các bạn xin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt thì cái cơ hội được cấp visa của mình nó sẽ thấp hơn một chút xíu thôi, tại vì các em chưa có chứng minh được rằng cái học sinh có sự đầu tư trong cái vấn đề là đi học của mình. Nhưng mà không sao, các bạn nên nhớ nè, xin trả lời câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Việt vẫn tốt hơn là cái chuyện đi học thuộc lòng cái câu hỏi trả lời bằng tiếng Anh
rồi xong rồi quên mất tiêu khi đang nói giữa đường ha. Và cái chuyện các bạn học thuộc lòng người ta dễ biết lắm, nghe hai câu là biết bạn học thuộc lòng rồi đó. Cho nên là yes, nếu như tiếng Anh em không tốt em có thể xin trả lời bằng tiếng Việt, mà chỉ là thực sự là nếu là tiếng Anh thực sự là không tốt nha, không biết gì hết trơn á, hãy xin trả lời bằng tiếng Việt. Còn nếu không thì vẫn hãy cố gắng trả lời bằng tiếng Anh. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo. À, câu hỏi tiếp theo là sang ở cùng người thân thì liệu mình có xin được visa du học không ạ? Sang ở cùng người thân có xin được visa không? Câu trả lời là có xin được visa, nhưng mà nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều, nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái tình huống của từng bộ hồ sơ nữa. Nhưng mà trên nguyên tắc là vẫn được ha. Sang ở cùng người thân vẫn được cấp visa, không vấn đề gì. Chỉ có điều là mình sẽ tùy cái từng trường hợp thì sẽ có những cái tư vấn hơi khác nhau chút xíu. Cho nên tốt nhất là các bạn nghe buổi nói chuyện hôm nay xong, các bạn cũng nên lên IDP gặp các tư vấn viên. Các bạn không lên được văn phòng IDP thì các bạn gọi điện thoại ha. Số hotline là 1900 6955, hoặc lên thẳng trang Facebook IDP cũng được. Rồi, cảm ơn em. À, câu hỏi tiếp theo là anh ơi, mình có nhất thiết phải make eye contact suốt buổi phỏng vấn không ạ? À? Vì thường em nói em hay nhìn chỗ khác một xíu rồi mới nhìn lại người đối diện. Đương nhiên là em không bắt buộc là em phải chừng chừng em nhìn vào mắt người đối diện rồi. Làm như vậy người ta sợ, người ta chạy mất. Nhưng mà đừng có nguyên cái buổi phỏng vấn chỉ có nhìn lên trời. Hiểu anh không? Ha? Đừng có nguyên cái buổi phỏng vấn chỉ có nhìn lên trời thôi. Em không nhất thiết là em phải làm như vậy. Tuy nhiên hãy luôn luôn cố gắng nhìn vào mắt của người đối diện khi mình trả lời phỏng vấn. Mỏi mắt quá thì chớp mắt, là nhìn đi chỗ khác không sao hết nha. Nên nó phải tự nhiên, nó phải là một cái sự tự nhiên chứ nó không phải là cái sự gượng ép, đúng không? Chứ còn mình gượng ép, mình chớp mắt, mình nhìn vào mắt người ta sợ quá, người ta chạy mất thì cũng không có tốt tốt đẹp gì đó. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. À, câu hỏi tiếp theo là nếu em xin visa đi du học và sau đó nếu em xin visa du học sau khi ở đó 2 năm và hồ sơ em được bảo lãnh diện anh chị em, và em có được ở lại Mỹ không ạ? Nếu như em đã sang Mỹ được 2 năm rồi, em đã sang Mỹ được 2 năm rồi, xong rồi em lại xin visa du học, thì trước đó mình, tại vì anh cũng không có hiểu là vậy thì trước đó em xin visa sang Mỹ diện gì mà em ở được tới 2 năm. Không hiểu là em xin visa Mỹ diện gì mà em ở được tới 2 năm. Cho nên cái đó mới là cái quan trọng, cái đó là cái quan trọng nhất mà anh lại không biết. Thế thì tốt nhất á, là em hãy lên văn phòng của IDP, em gặp các anh chị tư vấn viên. Để em trình bày rõ ràng cái trường hợp của mình thì các anh chị đó sẽ có lời khuyên cụ thể nhất cho em ha, lời khuyên tốt nhất cho em. Cái đó thì cần phải gặp các anh chị tư vấn viên nha. Rồi À, câu hỏi tiếp theo là cho em xin hỏi là nếu mình có ý định ở lại xin nhập tịch thì người ta không cấp visa cho mình hả chị? nếu mình có ý định ở lại xin nhập tịch thì người ta không cấp visa cho mình. Chính xác nha. Viên chức lãnh sự họ rất quan tâm đến cái việc là em sẽ có một kế hoạch cụ thể sau khi em học xong ở Mỹ thì em sẽ rời khỏi nước Mỹ. Đương nhiên mình không biết được chuyện gì xảy ra ở trong 4 năm tiếp theo. Mình đi học đại học mình không biết là 4 năm nữa chuyện xảy ra. Có thể mình được một cái công việc rất là tốt, một cái job rất là tốt ở bên Mỹ, rồi có thể lúc đó mình sẽ được bảo lãnh, công ty đã bảo lãnh để ở lại. Cái chuyện đó mình không biết trước được. Tuy nhiên ở cái thời điểm mà các bạn làm hồ sơ ngay tại cái lúc này nè, ngay tại cái thời điểm này các bạn phải chứng minh được cho viên chức lãnh sự biết rằng cái ý định đi Mỹ của tôi quan trọng nhất là tôi đi học và tôi học xong rồi tôi sẽ về, chứ không phải là tôi quyết định là tôi sang để tôi ở lại. Thì cái đó là một trong những cái mà mình cũng cần phải nắm rất là kỹ ha. Còn ở đây anh cũng nói là đương nhiên không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà không ai biết được là 4 năm nữa mình có cái công việc tốt của mình rồi mình sẽ ở lại Mỹ hay là sao. Đó là cái chuyện, đó là câu chuyện của 4 năm nữa, câu chuyện đó là câu chuyện của 4 năm tiếp theo sau khi mình học xong. Và mình sẽ không có cần mình phải quá quá quan tâm cái chuyện đó thời điểm này. Còn ngay tại lúc này, ngay tại lúc thời điểm bạn làm hồ sơ du học thì viên chức lãnh sự họ muốn biết được rằng là bạn có muốn ở lại hay không, đó, bạn có muốn về Việt Nam hay không. Rồi hy vọng là trả lời được câu hỏi đó của em. Thấy À, có câu anh hỏi thấy có bạn anh Lê, có bạn anh Lê đang 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 hỏi anh ơi làm sao người người phỏng vấn biết mình nói dối ạ? Người phỏng vấn biết mình nói dối thì dễ lắm em. Anh lấy ví dụ như là bây giờ em họ sẽ ráp nối tất cả những cái chi tiết của những cái
những cái quá trình em phỏng vấn để người ta biết được là em nói dối hay không, nó thể hiện qua cái cử chỉ, qua cái sự ấp úng, qua cái sự là ngại ngùng của mình khi mình nói, khi mình trả lời phỏng vấn, nó thể hiện qua những cái logic cho những cái, tại vì nếu như mình em học thuộc lòng không, hoặc em làm hồ sơ giả chẳng hạn, khi mình làm hồ sơ giả thì cái logic nó không có, nó không có một cái logic xuyên suốt từ đầu đến cuối trong quá trình em phỏng vấn, và thế nào họ hỏi tới hỏi lui thế nào nó cũng đòi ra ngay là mình đang làm hồ sơ giả đúng không, thì mình cũng phải rất là cẩn thận với cái chuyện đó. Có rất là nhiều cách để mình biết là để người ta biết là mình nói dối, thành ra tốt nhất là thôi đừng nói dối ngay từ đầu đỡ mất công đó. Nếu dùng sai từ ngữ pháp hoặc vấp lúc trả lời tiếng Anh thì có sao không? Nếu mà dùng sai từ ngữ pháp hoặc vấp lúc trả lời tiếng Anh thì xin trả lời là không sao cả nha, em sẽ không có bị vấn đề gì, chả sao hết. Đừng, người ta nghe thậm chí có rất là còn điều tốt, người ta nghe người ta biết à bạn này là bạn trả lời thiệt, cô này cái anh này không có phải là đi học thuộc lòng đó, cho nên đừng có quá lo lắng về cái kỹ năng tiếng Anh của mình, đủ xài là được rồi. Ok rồi, thôi quay lại bạn Phương Anh cho anh xin câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp có hai câu hỏi cùng liên quan đến vấn đề giấy tờ tài chính ạ. Thứ nhất là Rồi, mình ok. có cần mang theo giấy tờ chứng minh tài chính đi không? Cái thứ hai là mình có hồ sơ của các giấy tờ tài chính cần mang theo là không ạ? À, các giấy tờ có cần có mang theo theo không? Có. À, xin trả lời là mình có yêu cầu bắt buộc mang theo không thì không. Nhưng lãnh sự không yêu cầu bắt buộc mang theo bất cứ giấy tờ gì hết về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nếu như mình có thì mình nên mang theo, được khuyên, lời khuyên rất là cao, rất là nghiêm túc là các bạn nên mang theo những giấy tờ chứng minh cái thu nhập của bố mẹ mình, cái tài sản của gia đình mình, cái công việc của bố mẹ mình đó, thì cái đó là những giấy tờ mình cần phải mang theo. Chi tiết giấy tờ gì thì nó rất là dài, nó có cả một cái danh sách dài, thì anh khuyên là các bạn nên liên lạc với các tư vấn viên IDP để có được cái danh sách chi tiết đó ha, thì cái đó nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều thuận lợi trong quá trình chuẩn bị hồ sơ rồi. Nếu em có ý định ở lại làm việc sau tốt nghiệp và có kế hoạch rõ ràng thì có bị từ chối visa luôn không ạ? Nếu em quyết định ở lại làm việc sau tốt nghiệp và kế hoạch rõ ràng thì có bị từ chối visa luôn không? Thì anh xin trả lời là khả năng rất cao là sẽ bị từ chối visa. Nếu như mình đưa ra một kế hoạch rõ ràng là mình sẽ học xong và mình sẽ tìm cách để mình định cư thông qua bất cứ cái con đường nào, thì bởi vì lúc này mình đã thấy với lãnh sự thấy là cái mục tiêu cuối cùng của mình không phải đi học, mục tiêu cuối cùng của mình là nhập cư, thì bên chức lãnh sự sẽ từ chối cái visa đó luôn ha. Thì cái đó mình cũng phải, anh cũng rất là thẳng thắn với bạn về cái vấn đề đó. Rồi, xin cảm ơn em. Câu hỏi tiếp theo. Vâng, câu hỏi tiếp theo là nếu nếu học sinh sinh viên có định hướng học xong sẽ ở lại Mỹ làm việc thì nên xin loại visa nào là phù hợp nhất ạ? Mình xin trả lời là học sinh sinh viên thì chỉ có một visa thôi, chứ không có nhiều loại visa, trừ khi là các bạn là trao đổi văn hóa thì các bạn có thêm visa J nữa, nhưng mà đa số các bạn học sinh sinh viên thì đi học thì chỉ có được cấp một loại visa là visa F1 thôi ha, mình không còn một cái visa nào khác cho học sinh sinh viên hết, chỉ có visa F1 thôi. Trong lúc mình phỏng vấn thì mình có nên chủ động đưa giấy tờ cho ban lãnh sự không ạ? Nên chủ động đưa giấy tờ nào mà nó phù hợp với lại những cái điều mình sắp nói, ví dụ như là khi người ta hỏi về tài chính thì em vừa nói em vừa đưa cái giấy tờ về tài chính, nếu lãnh sự không cần xem họ sẽ nói cho em là họ không cần xem, còn nếu mà em cứ vừa nói vừa đưa thì họ sẽ nhận thôi ha, đa số trường hợp họ sẽ nhận thôi. Ví dụ như người ta hỏi thu nhập của bố mẹ như thế nào, em trả lời bố mẹ tôi làm công việc này, những cái tài sản sau đây và đây là dẫn đến cái thu nhập này, thì vừa nói vừa đưa thì cũng tốt, không có vấn đề gì hết. Còn nếu như mà người ta nói là thôi tôi không cần xem thì mình không đưa, không mình rút lại thế thôi. Cho mình hỏi, hiện tại khi mình cung cấp thông tin cho trường để apply form E20 thì mình cung cấp bank statement của mẹ mình và thư sponsor của mẹ. Nhưng thực tế khi được nhận học thì mình nhưng thực tế khi nhận được nhận học bổng thì mình sẽ được giáo sư hỗ trợ. Không biết như vậy khi phỏng vấn có bị trục trặc gì không? À, xin trả lời bạn là không có cái trục trặc gì hết. Nếu bạn được cấp học bổng thì ngay các cái hướng dẫn của lãnh sự quán cũng đã nói rất rõ, nếu như bạn em được cấp học bổng thì em hãy đảm bảo rằng viên chức lãnh sự biết luôn là mình có học bổng, em được cấp học bổng rất là một điều tốt, cho nên là mình không có trục trặc gì ha, thậm chí là nó chỉ còn làm cho cái hồ sơ của mình nó mạnh hơn thôi, cho nên là đừng có lo lắng cái chuyện tôi có học bổng. Thế thì có học bổng thì cứ nói là tôi được cấp cái khoản học bổng này
thậm chí là ngay cả khi quá trình mình chọn trường cũng vậy, mình hỏi tại sao mình chọn trường này, nhẹ nhàng khoe ra tôi đã có học bổng. Người ta hỏi tại sao em chọn trường này, em chọn trường này bởi vì em được cấp học bổng 20.000 đô. Thế đó, lúc đó là cả nhà vỗ tay, ai cũng vui vẻ, em được đi du học đó nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nếu mình mang theo người phụ thuộc, chồng và con đi theo thì có khó xin visa hơn không? Và có cần lưu ý gì không? Người phụ thuộc có phải đi phỏng vấn hay không? Thì xin trả lời với bạn luôn là cái vấn đề mà người phụ thuộc trong cái visa phỏng vấn visa Mỹ là gần như là không có ha. Ở Mỹ thì mình đi học mình chỉ học mình thôi, không có mang theo người phụ thuộc. Nếu như mà bạn có ý định mang theo người phụ thuộc để đi du học thì nên tìm hiểu những cái đất nước khác mà cái chính sách của họ nó khác Mỹ. Ví dụ như Canada thì cái đó là các bạn cũng có thể là bạn sẽ tìm được cái lựa chọn phù hợp với mình. Thì cũng xin lưu ý với bạn là như vậy về vấn đề người phụ thuộc ha, thì không có, không mang được. Rồi tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo là chị em đi du học, sau đó kết hôn, định cư, vậy em có cơ hội đậu visa không ạ? Làm sao để thuyết phục làm sao để thuyết phục lãnh sự quán tin rằng mình sẽ quay về Việt Nam ạ? Chị em đi du học xong rồi được cấp visa định cư thì em có cơ hội được cấp visa không? Thì anh xin trả lời em là cái cơ hội được cấp visa của em là vẫn có thể là nó hơi thấp chút xíu thôi. Tuy nhiên quan trọng nhất em phải chứng minh được em là một học sinh nghiêm túc, em có kế hoạch đi du học rõ ràng, em không có ý định là sẽ đi, em không có ý định là sẽ có những cái kế hoạch này và dự định giống như của chị em, thì em sẽ được cấp visa. Quan trọng nhất là em chứng minh được cho vị chức lãnh sự cái chuyện đó ha, thì cũng 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 đừng quá lo lắng. Nếu mà vẫn còn chưa thông chưa hiểu được nghi hồ sơ của em thì anh nghĩ sẽ rất là phức tạp. Cho nên là nên đến gặp các anh chị tư vấn IDP để nói chuyện trực tiếp về bộ hồ sơ của mình để tìm ra cái giải pháp cho mình ha. Rồi, xin cảm ơn em. Câu hỏi tiếp theo là đối với ngành nghề không phải STEM thì visa cho mình ở lại làm việc 1 năm sau tốt nghiệp ạ? Đối với ngành nghề không phải STEM, visa cho mình như thế nào? Thì đối với các ngành nghề không phải STEM, sau khi các bạn học xong, các bạn sẽ được tham gia vào chương trình OPT, Optional Practical Training. Cái điều kiện tham gia vào chương trình này thì nó cũng có tương đối nhiều, cho nên là mình cũng cần phải tìm hiểu cho kỹ trước khi tham gia. Nhưng đa số, anh nói đây là đa số, gần như là tuyệt đại đa số các bạn sẽ được tham gia vào chương trình OPT, và chương trình OPT sẽ có thời hạn 1 năm. Thì nếu mình không học STEM thì đúng, mình sẽ có được 1 năm ở lại sau khi tốt nghiệp. Nếu những bạn nào học STEM thì sau cái 1 năm đó các bạn sẽ được gia hạn thêm 2 năm nữa, thì tổng cộng thời gian nâng lên làm 3 năm. Thế thì cũng là chương trình OPT luôn mà được gia hạn. Tổng cộng là 3 năm. Và cũng xin được ở đây cũng xin được nốt luôn với mọi người, STEM là viết tắt của Science, Technology, Math, Engineering. Cái này cũng nốt luôn cho các bạn ngành STEM này làm gì. Ok. Câu hỏi tiếp theo ạ. Em có thể chứng minh tài chính bằng số dư trái phiếu của ngân hàng thay cho sổ tiết kiệm được không ạ? Em có thể chứng minh tài chính bằng số dư trái phiếu của ngân hàng thay cho sổ tiết kiệm thì vẫn được, không có vấn đề gì. Tuy nhiên em cần phải nhớ như vậy nè, em cũng trước khi em đi du học thì em cần phải có một khoản tiền nhất định trong trong tiền mặt nhất định trong tài khoản ngân hàng được sử dụng để thanh toán cho cái học phí của em trong cái thời gian vừa mới đi du học, em vừa mới sang sang Mỹ. Là trái phiếu thì cái tính thanh khoản nó thấp hơn là tiền mặt rất là nhiều, đúng không? Cho nên là mình cũng vẫn phải có một cái số dư nhất định trong ngân hàng để mình chứng minh được rằng tôi qua tôi xong là tôi đóng tiền học được luôn, tôi không cần phải bán tháo gì hết. Thì yes, trái phiếu có tốt hay không, tốt, vẫn có thể sử dụng để chứng minh tài chính được, nhưng nó không có thay thế được cho cái sổ tiết cho cái tiền mặt ở trong sổ tiết kiệm nha. Lưu ý nhưng mà chuyện đó ha, tiền mặt em đương nhiên em không cần có một khoản tiền mặt khổng lồ, em không cần có tiền mặt cả 100 tỷ trong sổ tiết kiệm, chỉ đủ để trang trải cho 1 năm học, chi phí cho 1 năm, chi phí học và sinh hoạt cho 1 năm đầu thôi là cũng đủ rồi. Anh ở đây đang nói là tiền mặt nha. Còn ngoài ra còn rất là nhiều những khoản tiết kiệm khác, sorry, những khoản tài chính khác mình có thể bổ sung thêm để mình làm cái hồ sơ tài chính của mình nó mạnh hơn. Thì yes, trả lời em là chứng minh bằng trái phiếu được, nên, nhưng không thay thế được cho sổ tiết kiệm. Ok.
Câu hỏi tiếp theo ạ. Mình apply vào một khoa chuyên đào tạo nghề của một trường đại học. Về yêu cầu đầu vào, khoa yêu cầu phải làm bài test thực hành và lý thuyết tại trường. Trường hợp này mình sẽ xin visa theo dạng gì để qua đó thi? Trường hợp này sẽ xin visa theo dạng gì để qua đó thi? Thì cái này khá là em cũng chưa có hình dung ra được là cái yêu cầu cái yêu cầu về cái hỗ trợ của admission của trường nó nhiều tới đâu. Một số trường thì họ sẽ cấp đầy đủ hồ sơ cho mình để mình xin visa F1, nhưng mà một số trường thì không, mình thì phải xin visa visitor để mình sang đó mình làm bài test. Tuy nhiên trong trường hợp này của mình thì mình nên hỏi trường là ngoài cái hình thức làm bài test tại chỗ, mình có thể làm bài test online được hay không, thì để xem họ trả lời như thế nào. Đối với trường hợp này thì mình khuyên là bạn nên nhận được sự tư vấn trực tiếp. Về cái hồ sơ này có vẻ là khá đặc thù, và nhìn sơ vào trên trên cái bề mặt thì khó có thể đưa ra một câu trả lời nó đầy đủ và nó chính xác nhất được. Rồi, xin cảm ơn. Nhưng mà trên trên lý thuyết là như vậy, mình có thể xin visa visitor đi qua làm test, hoặc là nếu trường hỗ trợ thì mình thậm chí có thể xin được visa F1 luôn. Đó. À, câu hỏi tiếp theo ạ. Mình có dự định đưa chồng con qua sau khoảng một năm. Cho mình hỏi mình có thể làm hồ sơ cho chồng và con cùng trong đợt xin visa F1 của mình bây giờ luôn, hay cần để một năm sau lúc chồng và con gần đi thì mới nên làm ạ? À, xin trả lời câu hỏi của chị, đó là mình không nên làm hồ sơ cho chồng con trong cái thời điểm mình đang xin visa F1. Rất là khó, cái khả năng được cấp visa sẽ rất là thấp ha. Tuy nhiên là mình cũng phải lưu ý luôn là không có cái visa, không có cái gì phụ thuộc trong cái này. Cái visa thì chỉ phụ thuộc rất là hiếm, nghĩa là không có visa F1 và visa non-immigrant, để mình phải lưu ý cái chuyện này. Và mình nên được cái sự tư vấn kỹ hơn ở các cái tổ chức về luật di trú. Thì cái này thì cái nào mình biết thì mình trả lời, cái này thì mình nghĩ là hồ sơ của chị là cũng hơi phức tạp, cho nên mình cũng nên có được cái sự tư vấn của cái công ty chuyên về luật di trú. IDP thì rất là mạnh về cái vấn đề là du học, nhưng mà những cái vấn đề khác về di trú thì mình không có được trả lời liền cái câu hỏi này. À, vâng ạ, vậy thì em nghĩ rằng là cái câu trả lời vừa rồi của anh Lộc cũng đã giải đáp thêm cho câu hỏi của chị Bình Nguyễn về việc là xin visa F2 ạ. Câu hỏi anh Lộc, em giải đáp tiếp câu hỏi tiếp theo ạ. Rồi. Cho em hỏi là thời hạn của visa có phụ thuộc vào thời gian của chương trình học tại trường mình theo học không ạ? Chẳng hạn như học cử nhân là 4 năm, học thạc sĩ là 1 đến 2 năm thì visa sẽ chỉ theo thời hạn của chương trình đó thôi, đúng không ạ? À, xin trả lời cái câu hỏi này của bạn là câu hỏi rất là hay, mà nó cũng hơi technical chút xíu. Nên đầu tiên mình phải giải thích cái khái niệm của visa là cái gì. Thì cái visa nó không có giá trị, nó không có một cái giá trị nào về cái việc là bạn sẽ được ở lại Mỹ bao lâu hết. Visa Mỹ, đặc biệt là visa F1 này, nó có giá trị là bạn sẽ được nhập cảnh vào Mỹ khi cái visa còn hạn. Nó chỉ có cái giá trị là bạn sẽ được nhập cảnh vào Mỹ khi visa còn hạn, chứ nó không có ý nghĩa là bạn sẽ được ở lại Mỹ trong bao nhiêu lâu. Thì cái đó là hai khác nhau ha. Rồi, thế thì nói tới đây rồi thì mình nói luôn là visa F1 nó chỉ có giá trị 1 năm thôi. Nghĩa là trong 1 năm đó, nếu như bạn đi ra khỏi nước Mỹ, bạn đi vào nước Mỹ trở lại, bạn không cần phải xin visa mới. Ok, mọi người lưu ý ha, đi ra rồi đi vô lại không cần phải xin visa mới trong 1 năm cái thời hạn của visa. Tuy nhiên, đối với lại chương trình cử nhân và gần như tất cả, áp dụng với tất cả các chương trình học khác, thì cái thời hạn mà bạn được ở lại Mỹ nó bằng với cái thời hạn của cái chương trình học. Nghĩa là nếu như bạn xin visa, bạn xin được cái chương trình học của bạn nó kéo dài đến năm 2025 thì bạn không cần phải xin visa mới, bạn sẽ vẫn ở lại Mỹ. Bạn sẽ vẫn ở lại Mỹ được để bạn đi theo bạn theo học cho hoàn thiện bạn hoàn thiện cái chương trình học của bạn. Đấy. Kể cả là visa của bạn hết hạn, bạn vẫn ở lại Mỹ được. Anh lấy một cái ví dụ như thế này. Nếu như mà bạn xin visa đi du học vào tháng 9 năm 2022, bạn được cấp visa vào tháng 8 năm 2022, thì cái visa của bạn có giá trị từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.
Ok, chương trình của bạn học kéo dài từ năm 2022 đến năm 2026. Nghĩa là khi bạn qua đến Mỹ, bạn sẽ được ở lại Mỹ đến năm 2026 luôn. Đó, 6 luôn. Tuy nhiên sau khi visa của bạn hết hạn, bạn ra khỏi nước Mỹ ấy, thì bạn à, mà bạn ra khỏi nước Mỹ ấy, thì bạn muốn quay trở về, bạn sẽ xin lại visa mới. Hy vọng là trả lời được cái câu hỏi đó của bạn. Tuy nhiên ở đây mọi người cũng xin lưu ý luôn nè, đối với những trường hợp mà nó phức tạp quá, thật sự mà nói, lời khuyên thật lòng của mình, chân thành của mình là các bạn nên đến gặp các tư vấn viên để các bạn có một cái thảo luận cụ thể hơn về cái trường hợp của mình. À, để mình có thể mình biết được là mình sẽ cần phải chuẩn bị cái gì, hồ sơ của tôi có tốt hay không, mình nên nên đến gặp các tư vấn viên ha. À, cái giới hạn của buổi nói chuyện ngày hôm nay mình chỉ có thể nói trên cái bề mặt được thôi. Rồi xin cảm ơn Phương Anh, cho anh xin câu hỏi tiếp theo. Dạ vâng ạ. Câu tiếp theo cũng vẫn liên quan đến visa. Nếu như học xong chương trình đại học, mình có thể xin gia hạn visa để học lên cao học được không ạ? Nếu như học chương trình đại học xong, mình có thể gia hạn để mình học lên chương trình cao học được, và không phải là gia hạn visa mà là mình chỉ gia hạn cái I-20 của mình thôi. Mình sẽ nối tiếp là cái mẫu đơn để các bạn được đi học. Nói nôm na là các bạn sẽ được đi học tiếp lên thạc sĩ và không cần phải gia hạn visa. Mình chỉ cần hội đủ đầy đủ các cái giấy tờ về cái việc là chuyển tiếp chương trình học thôi là được rồi, không có việc gì các bạn phải xin lại visa mới hết ha. Các bạn không cần chứ cũng không có nghĩa là các bạn phải xin lại, không xin lại các bạn không cần xin lại luôn, bạn đi học tiếp bình thường vẫn hợp pháp bình thường. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến giấy tờ chứng minh tài chính ạ. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất Rồi, là có hình thức chứng minh khác ngoài sổ tiết kiệm không ạ? Nhà em có cho thuê nhà và có bất động sản ạ. Câu hỏi thứ hai là mình buộc phải có sổ tiết kiệm hả anh? Hay mình có giấy xác minh số dư tài khoản ngân hàng là được chấp nhận ạ? ok, hai câu hỏi rất là hay ha. Câu thứ nhất là ngoài sổ tiết kiệm mình có hình thức chứng minh tài chính nào khác không, thì xin được trả lời là sổ tiết kiệm chỉ là một trong số những hình thức chứng minh tài chính nên có thôi, chứ không có nghĩa là nó là tất cả. Và thật ra nếu mà chỉ chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm thì hồ sơ không có mặt, vẫn còn rất là yếu. Mình vẫn cần phải có những cái chứng minh tài chính khác để chứng minh được rằng mình có một nguồn thu nhập ổn định. Thì nếu như mà nếu như mà bạn nói là nhà bạn có cho thuê nhà với có bất động sản thì đó là rất là tuyệt vời. Đó là cái cách để chứng minh tài chính rất là tốt. Mình chỉ cần chứng minh được rằng đó cái bất động sản đó mình có thể sử dụng được, mình có cho thuê được, mình có tiền hàng tháng thì rất là tốt rồi, cái đó là được ha. Nhưng mà để chính xác là những cái bất động sản đó cần cái giấy tờ gì thì trong cái khuôn khổ này hôm nay mình không có nói hết được tất cả vì còn phải trả lời những câu hỏi khác. Nhìn chung là được ha, không có vấn đề gì hết. Một cái câu hỏi là mình buộc phải có sổ tiết kiệm hả anh, hay mình có cái giấy xác minh số dư tài khoản ngân hàng, thì xin trả lời bạn là xác minh số dư tài khoản ngân hàng tốt, không có sao hết, tuyệt vời. Cái giấy đó nó còn tốt hơn cái sổ tiết kiệm nữa, thì cái đó cũng được ha, cái đó là còn tốt hơn cái sổ tiết kiệm nữa. Tuy nhiên á, là anh cũng xin trả lời các bạn luôn á, là cái sổ tiết kiệm á, mà có mình gửi dài hạn á, thì nó lại là hay, nó cũng là một cái hay hơn cả cả cái xác nhận số dư nữa, tại vì nó chứng minh nó là nguồn tiền có thật, tiền của mình đó. Thì rất là nhiều bạn làm hồ sơ giả, bây giờ có cái giấy xác minh số dư tài khoản ngân hàng hay sao đó thì mình cũng không có ra, nhưng mà cái đó là không phải là cái công cụ chứng minh tài chính duy nhất. À, cho nên là mình nên có, mỗi thứ mình đều nên có hết. À, câu trả lời của mình có thể làm hơi nhiều bạn hơi thất vọng, nhưng mà thật sự là mình nên có mọi thứ đều phải có chút xíu hết, không có cái gì không có. À, sổ tiết kiệm còn tốt không, tốt, xây dựng số dư tốt không, tốt. À, bất động sản tốt không, tốt. À, giấy xác nhận việc làm tốt không, tốt. À, sao kê tài khoản ngân hàng tốt không, tốt luôn, bỏ hết vô trong đó, có gì bỏ vô hết. Chi tiết như thế nào thì mình nên gặp hồ sơ, nên nên cầm hồ sơ của mình, nên gặp tư vấn, thì các bạn tư vấn viên sẽ trả lời được cái câu hỏi cho mình là mình cần phải chuẩn bị chi tiết làm sao ha. Thì xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn, mình có thể tiếp tục mà luôn năm nay. Dạ vâng ạ. Hai câu hỏi tiếp theo về ứng xử trong quá trình phỏng vấn ạ. Câu thứ nhất là tiếng Anh của mình không tự tin lắm. Nếu lúc đó run quá, không nghe được rõ câu hỏi của lãnh sự thì nên làm như thế nào? Câu hỏi thứ hai là trong lúc phỏng vấn có câu hỏi mà em không biết trả lời thế nào thì em nên làm gì lúc đó hả anh? Ok, câu hỏi thứ nhất trả lời cho bạn này, bạn bạn
bạn hỏi là nếu run quá không nghe được rõ câu hỏi thì nên làm thế nào. Thế bạn Anh Thư này chắc là bạn cũng hay run đúng không, thì xin trả lời bạn là mình run quá mình không nghe được thì mình hỏi lại người ta là anh ơi chị ơi chị có thể hỏi lại dùng câu hỏi được không. Đấy, rất là đơn giản, không có gì khó hết, mình hoàn toàn mình có thể nói cái chuyện đó được dõng dạc trả lời thôi là could you please repeat the questions. Đấy, cảm ơn trả lời, hỏi lại câu hỏi đó không sao hết, người ta sẽ hỏi lại câu hỏi cho mình rất là lịch sự không sao hết ha. Câu hỏi thứ hai là Phương Anh có thể lặp lại câu hỏi thứ hai giùm anh được không, tại vì nãy anh Dạ. quên mất câu hỏi thứ hai rồi. Vâng ạ. Câu hỏi thứ hai là trong lúc phỏng vấn có câu hỏi mà em không biết nên trả lời như thế nào thì em nên làm gì lúc đó? Thì mình sẽ nói là mình không biết trả lời đúng không, không có vấn đề gì hết. Nếu mà gặp câu hỏi khó quá tôi không có biết chưa kịp chuẩn bị để làm sao đây, thì trả lời là tôi xin lỗi, tôi không có biết cái câu trả lời cho câu hỏi này, thì tôi sẽ tìm hiểu sau, tôi sẽ về tìm hiểu sau buổi phỏng vấn này không sao hết. Và khi mình nói những cái đó mình phải nói rất là tự tin, nói dõng dạc tự tin, có vì mình phải sợ hết trơn. I'm sorry, I don't know the answer to this question. I'll look it up later. Bình thường, không sao hết. Rồi, ok. Câu hỏi tiếp theo nếu mà có. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo là nếu như mình đã lên lộ trình học từ cao đẳng và sau đó sẽ tiếp tục học lên đại học thì khi phỏng vấn nên xin xin thì khi phỏng vấn nên xin visa học cao đẳng và sau khi học xong thì xin gia hạn tiếp để học đại học có đúng không ạ? À, xin trả lời câu hỏi này của bạn là khi phỏng vấn visa bạn sẽ xin visa đi học cao đẳng và bạn sẽ học xong cao đẳng bạn chuyển tiếp lên đại học bình thường không cần xin lại visa mới. Bạn lưu ý với mình nha, bạn có thể học xong cao đẳng học tiếp lên đại học bình thường không cần phải xin lại visa mới. Trường hợp nào mình cần phải xin lại visa mới đó là khi mình đã lên học đại học rồi, à khi mình về Việt Nam mình chơi, thế thì mình ra khỏi nước Mỹ mình về Việt Nam mình chơi thì lúc đó mình sẽ xin lại visa mới, và lúc này cái visa sẽ là visa trường đại học. Ok, các bạn lưu ý mình chuyện đó ha, không cần phải xin lại visa mới, tuy nhiên nếu ra khỏi nước Mỹ sẽ phải xin lại visa mới, lúc đó mới là visa trường đại học. Hy vọng là cái câu trả lời này nó sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn, mình thoải mái xin visa đi học cao đẳng ha. Rồi tiếp tục. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo là khi đi phỏng vấn thì bố mẹ có thể đi cùng con được không? Và nếu từng có visa du lịch Mỹ thì khi xin visa du học có thuận lợi hơn không ạ? À, xin trả lời câu hỏi này như vậy, nếu như mà mình nếu như mà một bạn mà dưới 17 tuổi đi phỏng vấn thì lúc đó bố mẹ cần sẽ phải đi cùng với con, còn nếu bạn lớn rồi thì không cần ha, bố mẹ sẽ không cần và cũng không được đi vào phỏng vấn cùng với con luôn, thì mình cũng phải lưu ý ha, mình không cần phải nhớ thông tin này, cái này đến gặp các anh chị tư vấn viên IDP sẽ biết, sẽ biết được cái chuyện đó. Cái câu hỏi tiếp theo là nếu mình đã có cái visa du lịch Mỹ rồi, visa visitor rồi thì mình đi du học có tốt không, thì xin trả lời là tốt, nếu như mà nếu tốt mình có tốt nhưng mà còn cái nếu nữa nha, nếu như mình đáp ứng, nếu như mà trong cái quá trình mình sử dụng visa du lịch đó mình không vi phạm bất cứ một cái luật di trú nào, ví dụ như mình được cấp visa đi đi Mỹ chơi, cái mình đi chơi 2 tuần mình về, mình không có overstay cái visa của mình, mình đi chơi đúng 2 tuần mình đi về, mình đi chơi 1 tháng hoặc là 1 tháng 2 tháng gì đó mình đi về, không có overstay cái visa của mình thì cái visa đó sẽ rất là tốt. Nhưng nếu như mình được cấp visa Mỹ và mình vi phạm cái luật di trú, mình overstay cái visa của mình thì cái đó nó là một cái vết xấu ha, sẽ không, rất là khó để mình được cấp lại visa ha, thì mọi người nên lưu ý cái chuyện đó. Khi được cấp visa du lịch Mỹ rồi điều rất là tốt và mình thực sự mình có đi rồi luôn đó, rồi mình đi về tuyệt vời. Còn nếu mình vì Covid mình không đi được thì cũng không sao, mình được cấp visa nhưng mà vì Covid hay là vì một lý do nào đó mình không đi được không sao, không sao hết, miễn là mình đừng có overstay cái visa của mình, vi phạm cái luật di trú khi mình sang đến Mỹ là được rồi ha. Ok rồi. À, câu hỏi tiếp theo ạ. Nếu không đậu visa thì bao nhiêu lâu sẽ được xin lại visa du học? Nó sẽ tùy thuộc vào cái lịch phỏng vấn có sẵn cho bạn hay không. Thời điểm mà các bạn đi phỏng vấn visa mà cận với lại cái kỳ nhập học quá thì lúc đó rất là nhiều người đăng ký phỏng vấn, thì nếu mình đi đăng ký phỏng vấn lại sẽ rất là khó, mình phải đợi lâu. Cho nên lời khuyên của mình á, là các bạn nên bắt đầu làm hồ sơ từ sớm, nên làm hồ sơ du học từ rất là sớm, đừng có đợi đến 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 last minute, đừng có đợi đến đến phút cuối cùng ha, mình đi làm từ sớm rồi mình đăng ký sắp xếp đi phỏng vấn visa sớm luôn, càng sớm càng tốt. Đừng chi lỡ
mà rớt visa, đi xin phỏng vấn bạn rất là nhanh, không có sao hết, không cần phải chờ đợi quá lâu, đợi không biết là lúc đó rồi tôi có đi phỏng vấn kịp hay không, tôi không mua vé máy bay kịp đó, thì cái đó là mình lưu ý ha, nên phỏng vấn visa. Và cái quả cả cái quá trình làm hồ sơ du học mình làm từ rất là sớm. Lời khuyên của mình là đối với các bạn học đại học, các bạn đại học lớp 12 học hết học kỳ 1 rồi đi làm hồ sơ được rồi. Nếu như thời điểm này mà các bạn chưa bắt đầu tiến hành làm hồ sơ du học thì nó cũng hơi trễ. Cho nên là bạn nào mà tới bây giờ vẫn còn chưa tiến hành nộp đơn xin nhập học thì thôi, anh khuyên thật các bạn là cầm cái điện thoại lên gọi ngay 1900 6955 kiếm IDP là anh chị ơi em bây giờ trễ rồi giúp em làm hồ sơ đi nha, thì IDP sẽ trợ giúp các bạn nhanh thôi ha. Tuy nhiên là làm sớm để đi phỏng vấn sớm, có cơ hội đi phỏng vấn lại để bị từ chối visa lần đầu tiên. Rồi xin cảm ơn cái câu hỏi đó, mình tiếp tục thôi Phương Anh ơi. Dạ vâng ạ. Câu tiếp theo là cho anh hỏi là tất cả các bước xin đơn service tại I20, nộp phí service, làm đơn TS160 và đóng phí MRV đều làm online được, nên mình chỉ cần tới trực tiếp đại sứ quán một lần để nộp hồ sơ giấy và phỏng vấn luôn thôi, có đúng không ạ? Đúng là câu trả lời cho là đúng ha, mình chỉ cần đến một lần thôi, không cần nhiều. Tuy nhiên là để đóng những cái khoản tiền này thì không phải là tất cả đều có thể đóng được hết tất cả những khoản tiền này, thì mình cũng đương nhiên là đi tới đi lui bưu điện ngân hàng nó kiểu thì nó cũng hơi tốn thời gian ha. Tuy nhiên về lý thuyết thì yes, bạn nói chính xác là chỉ cần một lần thôi, đến phỏng vấn một lần thôi rồi được có biết kết quả luôn, và bạn sẽ được biết kết quả phỏng vấn mình luôn ngay lập tức, ngay trong buổi phỏng vấn biết biết liền luôn rồi về nhà. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của bạn ha. Câu hỏi tiếp theo là dạ cho em hỏi trong trường hợp sau khi xong hồ sơ visa thì mình có được chọn lịch phỏng vấn không ạ? Hay đại sứ quán sẽ đề xuất ngày phỏng vấn cho mình, thường có phải đợi không anh? Mình sẽ được chọn lịch phỏng vấn ha. Thì khi các bạn làm hồ sơ du học IDP thì sau khi mà các bạn điền hết nộp hết đầy đủ các hồ sơ giấy tờ thì tư vấn viên IDP sẽ liên lạc với các bạn để giúp hỗ trợ các bạn đăng ký chọn một cái lịch phỏng vấn. Thì mình sẽ được được chọn cái lịch, và cái lịch này thì là do đại sứ quán đề xuất một cái lịch ha. Họ sẽ có một cái lịch mỗi ngày họ để phỏng vấn và mình sẽ được chọn ha. Chọn theo cái đề xuất của phía bên bên đại sứ quán và lãnh sứ quán. Câu hỏi tiếp theo ạ. Anh chị ơi, mình có thể xin phỏng vấn trước kỳ thi IELTS được không? Tại em sợ nếu phỏng vấn fail thì mình vẫn còn thời gian để chuẩn bị lại buổi phỏng vấn tiếp theo. Thật ra nếu tiếng Anh em tốt, em có thể tự tin vào cái tiếng Anh của em nhé. Đấy, thì em hoàn toàn có thể đi phỏng vấn trước khi em có điểm IELTS được, vẫn được nếu tiếng Anh em tốt, em rất tự tin về tiếng Anh của em. Nhưng mà tiếng Anh như thế nào là tốt thì khó nói. Thì cái này thì anh đã khuyên em là cầm hồ sơ lên IDP xem như thế nào, xem coi có ổn không, thì phía bên công ty, phía bên tư vấn IDP sẽ tư vấn cho bạn là có nên đi phỏng vấn mà không có IELTS không. Đương nhiên là nếu có IELTS rồi thì mình sẽ chứng minh được cho lãnh sự biết là tiếng Anh của mình tốt, ok. Câu hỏi tiếp theo ạ. Cho em hỏi là trường em dự định vào học là bắt đầu vào tháng 8 năm 2022. Hiện tại em đã xong bước apply hồ sơ bên kia và đang đợi thư báo nhập học. Nếu được nhận học thì em có kịp xin visa không ạ? Nếu được nhập học thì tùy vào cái thời điểm mà bạn được nhập học vào khi nào thì bạn có xin được visa. Nên nếu như mà cái thư nhập học nó về trễ quá thì khó nếu mà bạn xin được visa liền ngay lập tức. Còn nếu thư nhập học sớm thì ok. Mà tình hình này thì tháng 8 năm 2022 thì bạn còn khá nhiều thời gian. Nên mình cũng nói luôn là chắc là bạn sẽ được cái timeline của bạn sẽ thoải mái thôi, không có vấn đề gì ha. Về mặt thời gian thì bạn sẽ thoải mái thôi, không sao đâu. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến người thân ạ. Mình nên chọn trường cùng bang với người thân hay nên chọn trường ở bang khác ạ? Mình nên chọn trường cùng bang người thân hay nên chọn trường ở bang khác ạ? Thì câu trả lời thế này là nó không có quá quan trọng, mình hãy chọn cái trường nó phù hợp nhất với mình, cái chọn cái trường nào nó phù hợp nhất với mình chứ chứ còn đừng để yếu tố là có người thân hay không có người thân nào ảnh hưởng đến quyết định của mình ha. Thì cái này là lời khuyên cho các bạn chọn trường nào nó phù hợp nhất với mình về tài chính, về chương trình học, về ngành nghề học, đó là những cái rất là quan trọng.
thì đó là lý do vì sao lãnh sự họ nói là có người thân hay không người thân không phải là yếu tố quyết định. Đó là bởi vì cái mà họ muốn nhìn thấy ở đây đó là cái quyết định chọn trường của mình nó phải độc lập với lại cái việc mình có hay không có người thân của mình, thì hãy chọn cái trường nào nó phù hợp với mình nhất. Câu hỏi tiếp theo ạ. Mình đang học hệ đại học tại Việt Nam mà chuyển sang học cao đẳng ở Mỹ thì khả năng cấp visa có cao không ạ? Nếu mà đang học ở đại học Việt Nam mà chuyển sang Mỹ học ở cao đẳng thì khả năng được cấp visa có thể nói là nó sẽ có một chút rủi ro trong cái vấn đề cấp visa. Bạn sẽ phải trả lời và giải trình được cho bên chức lãnh sự vì sao bạn chuyển cái hệ học từ đại học dài sang học ngắn. Sẽ có nhiều bạn trả lời là ok em đang học đại học ở Việt Nam nhưng mà em mới học có năm nhất thôi, em sang Mỹ em học cao đẳng, tuy nhiên là chương trình cao đẳng của em là cái chương trình liên thông, em học xong em sẽ tiếp tục học đại học, thì ok cái đó là một câu trả lời tốt, một câu trả lời đó là câu trả lời tốt. À, không sao, cái câu trả lời các chị nói thì không không phải là vấn đề, ví dụ như em mới học có năm nhất thôi. Còn còn anh còn một cái ví dụ cũng giống như vậy nhưng mà về bản chất nó khác xa, là em đã học từ năm tư đại học rồi, em đang chuẩn bị tốt nghiệp rồi, em thôi thôi không học nữa, rồi nghỉ đi qua Mỹ. Lúc đó bên chức lãnh sự họ sẽ rất bất ngờ tại sao vậy em, em mới trả lời được là tại sao em bỏ hết 4 năm đi học chỉ đi qua học cao đẳng không. Cho nên bản chất của vấn đề là học hệ đại học ở Việt Nam sang Mỹ học là cao đẳng thì nó không phải, nó không có ý nghĩa là em sẽ được cấp hay em không được cấp đó, mà là em quan trọng là cái hồ sơ cụ thể chi tiết của hồ sơ của mình nó như thế nào. Thì cái này em cũng khuyên luôn lại một lời khuyên giống như nãy giờ khuyên nữa, hãy cầm hồ sơ lên IDP cho các anh chị tư vấn xem chi tiết hồ sơ của mình, học năm nhất đại học với học năm tư đại học hoàn cảnh nó sẽ khác nhau, mà cái khó khăn hơn nữa là mấy bạn học năm hai năm ba, à năm hai năm ba làm sao đây, thế thì học năm hai năm ba cũng có giải pháp cho các bạn luôn, thì các bạn tùy vào cái hồ sơ của mình cái phía bên IDP sẽ có những tư vấn phù hợp, và có những cái chương trình học mà các bạn không biết. Anh nói ví dụ như chương trình học mà các bạn nghĩ là các bạn qua Mỹ mà sẽ học lại từ đầu hết, nhưng mà có những chương trình học nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian mà các bạn không biết. Nếu như mà mình có thể phù hợp với chương trình học đó thì mình cũng nên tham gia vào những cái khóa học đó ha. Thì tóm lại là cầm hồ sơ lên cho các anh chị IDP xem có tư vấn được thêm gì không nha. Các câu hỏi tiếp theo sẽ liên quan đến 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 buổi phỏng vấn visa Mỹ. Rồi ok. Có 3 câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên là em từng xin visa du học Mỹ, hôm đó em có nhuộm tóc, em trượt có phải vì nhuộm tóc không ạ? Ok, anh xin trả lời câu hỏi này của em ha. Em đã từng xin visa du học Mỹ, hôm đó em trượt vì nhuộm tóc thì em có cần với em có phải không ạ? À? Thì xin trả lời là chưa chắc nhưng cũng có thể. À, nhuộm tóc thì cũng có nhiều kiểu nhuộm tóc đúng không? À, có người nhuộm tóc à, nhìn nó cá tính mạnh mẽ à, nổi loạn à, cũng là một cái hay. À, nhưng mà à, nếu như mà mình nhuộm tóc xong rồi cái hôm đó mình không có ăn mặc là nó phù hợp, nó trang trọng à, nó trang nhã thì khả năng mình từ chối visa là có chứ không có nha em. À, anh thì nghĩ là như vậy nè, visa Mỹ là một cái phỏng vấn visa là một cái mà không có chỉ là visa, tất cả cuộc phỏng vấn đều có cái yếu tố cảm tính trong đó hết, mà mình nên khi mình đến những cái nơi chốn công sở như vậy thì mình nên có một cái sự trang trọng nhất định ha. Anh không nghĩ là nhuộm tóc làm cho hồ sơ visa bị rớt, nhưng nếu như mà đầu tóc bù xù ha, đầu tóc bù xù không có trang trọng không lịch sự thì khả năng bị rớt visa có cao không? Anh nghĩ là có cao chứ không cao đúng không? Lúc đó mình không lịch sự. À, anh cũng nhân đây anh cũng xin nói luôn là cái vẻ bề ngoài khá quan trọng, các bạn đừng đánh giá và đừng các bạn đừng nghĩ rằng vẻ bề ngoài không quan trọng. Cái ngày hôm đi phỏng vấn visa mình cũng cần phải chú ý đến tác phong đến trang phục của mình đừng có ăn mặc nó quá là nổi loạn ha, mình nên nhã nhặn lịch sự. Đừng nếu mà mình có thể mặc áo áo thun có cổ, áo sơ mi, nữ thì mặc áo đầm là đi phỏng vấn là ok rồi. Nhớ là các bạn mặc quần jean đi phỏng vấn thì đừng có mặc quần jean mà rách nguyên một lỗ, nguy hiểm lắm. Vào đấy xong người ta hỏi ủa sao cái quần jean của em bị rách một lỗ, em lại không biết trả lời như thế nào thì mệt đúng không? Nên thì luôn nhớ dùm anh ha, là trang phục nó phải trang nhã thực sự đó, để mình thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho cái người phỏng vấn visa cho mình ha. Cái việc mà mình ăn mặc nó trang trọng nó lịch sự nó thể hiện cái sự tôn trọng của mình dành cho cái người nói chuyện, chứ không có chỉ là không không có phải chỉ là để là cái hình thức vẻ bên ngoài không thôi đúng không? Rồi tiếp tục thôi Phương Anh ạ. Câu hỏi tiếp theo nữa là đi phỏng vấn thì bây giờ mình phải đeo khẩu trang,
Vậy thì có cần cười không anh? Em cười nó thể hiện, khi mà em cười em có thể người ta không cần thiết nhìn cái miệng của mình, người ta cũng biết mình đang cười. Em cứ thử đi rồi em biết, em lấy cái khẩu trang em ra đứng trước gương em cười coi, lúc cái mặt của mình cười kể cả có đeo khẩu trang bản thân mình nhìn cũng thấy khác nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là không phải chỉ đơn giản là người ta nhìn thấy cái miệng mình nhe răng ra cười đâu, đúng không? Mình đâu có phải là mình cười theo cái kiểu là mình cười nét đẹp công nghiệp đâu, mà em phải lo cái chuyện mà em cười người ta không thấy, đeo khẩu trang cười người ta vẫn thấy nha, đừng có lo cái chuyện đó. Rồi tiếp tục. Em đọc trên nhiều diễn đàn thấy nói là lãnh sự quán đã quan sát em từ khi em đứng ở ngoài cổng lãnh sự cho đến khi chờ vào phòng phỏng vấn và tận đến khi em ra khỏi lãnh sự quán vẫn bị quan sát và điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả xin visa hoặc có những trường hợp bị thu hồi visa sau khi được cấp có đúng không ạ? Anh xin trả lời câu hỏi này là anh không biết. Cái này thì anh lại không biết là cái chuyện đó có hay không, có hay không có thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc đi phỏng vấn visa của mình. Mình luôn nhớ là như vậy nè, từ khi mình bước vào đến khi mình bước ra khỏi lãnh sự mình và tổng và đại sứ quán, mình luôn giữ một cái thái độ trang trọng lịch sự nhã nhặn ngay từ lúc mình bước vào đến khi mình bước ra đến khi mình về. Đương nhiên em về nhà em thì ai bắt em với lịch sự đúng không, nhưng mà xung quanh khu vực đó anh nghĩ là kể cả việc cái họ có quan sát hay không quan sát cái chuyện đó, đó cũng là điều mình nên làm, cho nên là em hãy cứ tin cái đó là thật đi. Còn anh thì anh không có thể anh xác nhận được cho em đó là thật hay không thật, tại vì anh không biết cái đó là anh không biết, nhưng mà nhất mình nên, nên nên giữ một cái thái độ lịch sự từ từ khi mình bắt đầu đi xếp hàng đến khi mình phỏng vấn xong mình bước ra. Tại vì ngay từ cái thời điểm em xếp hàng là em vẫn đang làm việc với các nhân viên của tòa lãnh sự rồi, chứ đâu có phải là em chỉ có vào trong cuộc phỏng vấn em mới làm việc với họ, đúng không? Thì yes, luôn luôn nên sự nhã nhặn ha, từ đầu đến cuối chỉnh chu. Rồi tiếp tục. À, câu hỏi tiếp theo là anh chị ơi, em đang bảo lưu năm nhất đại học. Bây giờ em có thể ghi trong hồ sơ là mình chưa học đại học được không? Tại em muốn qua đó bắt đầu học lại từ cao đẳng. Em đang học năm nhất đại học, em bảo lưu rồi, em có cần phải giấu chuyện này đi không? Thì anh trả lời em này, không nên giấu, nói thật là giấu luôn luôn như anh nói thì luôn luôn nên trả lời sự thật ha. Và cái việc em mới học có năm nhất đại học thôi, không có vấn đề gì để em phải che giấu hết trơn, em cứ nói em học năm nhất đại học, nhưng qua học là cao đẳng bình thường không sao hết nha, mới học năm nhất đại học thôi chứ không sao hết. Thì em học năm tư đại học rồi như nãy anh nói đó, lúc đó mới là mệt đó. Đó, thì lúc đó mình sẽ cần phải tìm cái chương trình phù hợp với mình ha. Còn em học năm nhất là không sao, đừng có lo ha. Đó, cứ việc nói mình học năm nhất đại học bình thường không vấn đề. À, Ok. vâng ạ. À, mình có một câu hỏi đến từ chị Hương Nguyễn là phụ huynh học sinh. Thì chị đang băn khoăn về các vấn đề về tiêu chí chọn trường phù hợp với mình. Thì nên cân nhắc chọn tại thế nào? À, cái thứ hai là nếu được học bổng toàn phần thì gia đình cần phải hỗ trợ bao nhiêu theo ước tính của IDP? Ví dụ như top 20, top 50, top 100. Và cái thứ ba là có những trường hợp học sinh được GPA trên 9.5, IELTS 7.5, ngoại khóa rất là tốt, đạt giải quốc gia, nhưng mà vẫn không được học bổng toàn phần. Vậy thì yếu tố cần và đủ để xét học bổng cân nhắc dựa trên những khía cạnh nào? Anh À Lập giải cái đáp này giúp được không ạ? rồi giải đáp cho chị Hương là cái này nó hơi ra khỏi cái chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay, cho nên em sẽ không có nói chi tiết được, mà chỉ có thể nói nhanh được thôi, không có đi vào sâu chi tiết được. Còn thứ nhất là tiêu chí chọn trường phù hợp với mình thì nên cân nhắc như thế nào, thì có rất là nhiều cái cần phải cân nhắc, nhưng cái quan trọng nhất, những cái yếu tố quan trọng nhất sau đây chính là chương trình học nó có phù hợp với mình không, ngành nghề chương trình học có phù hợp với mình không. Cái thứ hai là về mặt tài chính nó có phù hợp với lại cái điều kiện tài chính của gia đình mình hay không. Và cái thứ ba cũng rất là quan trọng là cái môi trường học tập, môi trường sống ở đó nó có phù hợp với lại mình không. Thì cái ba cái yếu tố đó, môi trường sống nó có là trường ở thành phố lớn, trường thành phố nhỏ, còn khu vực lạnh, khu vực không lạnh đó, rồi xong rồi trường công, trường tư, trường có nhiều học sinh, trường ít học sinh, nó có phù hợp với mình hay không. Đó là một trong những cái tiêu chí, nó có rất là nhiều những cái tiêu chí để mình chọn trường, nhưng mà đó là một trong những cái mà em vừa mới kể ra thôi. Nếu được học bổng toàn phần thì gia đình phải hỗ trợ thêm bao nhiêu nữa? Thì nếu như mà được học bổng toàn phần thì cái vấn đề mình hỗ trợ thêm là nó sẽ phụ thuộc vào cái chi phí sinh hoạt ở Mỹ. Thì cái chi phí sinh hoạt ở Mỹ mình có thể ước lượng nó rơi vào tầm khoảng từ 12 cho đến 16 ngàn đô một năm. Đó, thì tùy vào cái chỗ mà mình ở ha, tùy vào cái chỗ mình ở.
thì cái này cũng 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 cần phải cân nhắc đó. Chứ cũng mà cái này nó không phải phụ thuộc vào cái yếu tố là trường top 20 hay top 50 gì hết. Rồi cái câu trả lời thứ ba, câu hỏi thứ ba là có những trường hợp được điểm GPA và IELTS cao, ngoại khóa tốt, giải quốc gia tốt, nói chung hồ sơ tốt vẫn không được học bổng toàn phần, và yếu tố cần để xét học bổng là khía cạnh nào, thì cũng xin trả lời với chị luôn là những cái mà chị vừa mới đưa ra đều là những cái tiêu chí để người ta xét học bổng. Tuy nhiên lý do mà không được học bổng toàn phần đó là đơn giản bởi vì đã có người khác có điểm cao hơn, thế thôi, nó khá đơn giản. Người bạn này có điểm GPA 9.6 thì các bạn khác có 9.8, bạn này có IELTS 7.0 thì các bạn khác có IELTS 7.5. Bạn này có ngoại khóa tốt, đi thi được giải huy chương vàng cấp quốc gia thì sẽ có bạn đi thi giải được huy chương vàng cấp châu lục, cấp khu vực. Có bạn có được ngoại khóa tốt của những cái phong trào xã hội thì có những bạn cũng làm phong trào xã hội nhưng mà nó có cái ảnh hưởng với cộng đồng nhiều. Thế thì nó sẽ phụ thuộc rất là lớn, không phải chỉ là bản thân mình nhưng mà nó còn là những cái bạn khác đang cạnh tranh cùng với số học bổng đó với mình nữa. Thành ra em lời khuyên của em là nên luôn luôn có những cái lựa chọn backup nha, lựa chọn backup và nên luôn luôn có nhiều lựa chọn chứ đừng có chỉ nhắm vào một chỗ duy nhất. Thì rất là khó khăn cho mình ha. Rồi thì xin bọn đã trả lời được câu hỏi của chị. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là anh ơi, em rất hứng thú với lớp luyện phỏng vấn visa của IDP. Anh có thể nói thêm về lớp luyện phỏng vấn được không? Và làm thế nào để em có thể đăng ký được vào lớp đó ạ? À? Thế thì bây giờ như vậy là đối với các bạn mà muốn tham gia vào những cái lớp này thì nó đơn giản thôi, các bạn đến IDP, các bạn làm hồ sơ tư vấn du học với IDP, các anh chị sẽ hỗ trợ các bạn từ cái khâu nộp hồ sơ cho đến khâu được phỏng vấn visa. Thì tùy vào điều kiện về cái vị trí của mình mà những cái lớp này nó sẽ là nó, những cái buổi này nó là cả một lớp hay nó là những cái session dạy một one on one ha, trực tiếp với lại các anh chị tư vấn. Thì cái này là một cái dịch vụ bao gồm ở trong cái journey, cái hành trình của các bạn với IDP rồi. Tất cả các bạn làm hồ sơ du học IDP sẽ đều được hưởng cái dịch vụ này hết, nó hoàn toàn miễn phí, nó không có mình không có trả thêm tiền dịch vụ này ha. Rồi anh nghĩ là cái thời lượng chương trình thì tới đây cũng đã sắp hết rồi. Cho nên là rất là cảm ơn các anh chị phụ huynh, rất cảm ơn các bạn học sinh sinh viên dành cái buổi sáng chủ nhật để tham gia cái buổi trò chuyện này. Thì hy vọng là cái buổi trò chuyện này nó bổ ích. Đối với những câu hỏi là mình chưa có kịp trả lời thì các bạn có thể liên hệ với IDP. Thì liên hệ IDP rất là đơn giản ha. Ở Hà Nội thì mình có hai văn phòng, văn phòng ở Ba Đình, văn phòng ở Hai Bà Trưng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có văn phòng ở quận 5, quận 7, quận nhất. Ở Đà Nẵng cũng có văn phòng, ở Cần Thơ cũng có văn phòng của IDP, mình đều có thể đến để mình xin tư vấn được hết. Nếu như mình không có điều kiện đến các văn phòng đó, không có ở Hà Nội ở những thành phố đó thì mình có thể liên lạc với IDP qua các văn phòng online. IDP có các văn phòng online để có thể hỗ trợ các bạn ở tất cả các tỉnh thành ở phía Bắc và phía Nam. Ngoài ra đó, thì nếu như mà bạn nói là ok không có lên văn phòng được liền đâu thì có một những kênh liên lạc nào khác không anh, thì các bạn có thể gọi điện thoại 1-900-6955 đó. Hôm qua cũng là một cái event, các bạn hỏi là anh ơi gọi điện thoại cho IDP có bị chặt tiền không, em sợ tốn tiền khi mà ngồi tâm sự quá, thì cũng xin trả lời bạn luôn là các bạn có thể gọi lên rồi các bạn nói anh chị ơi nhớ gọi lại cho em nha, thì các anh chị tư vấn sẽ gọi lại cho các bạn không có tốn tiền ha. Ngoài ra còn có những cái kênh khác ví dụ như là kênh Facebook của IDP, các bạn có thể hạ lên trực tiếp website của IDP Việt Nam, các bạn chỉ cần lên Google các bạn gõ IDP Việt Nam là các bạn có thể thấy được trang Facebook và cái trang website của IDP rồi. Rồi xin cảm ơn các mọi người rất là nhiều hôm nay và xin hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người khi mà các bạn đến với IDP. Xin chào và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vâng ạ. Xin một lần nữa thì cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian sự sự kiện ngày hôm nay và xin chúc quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có một cái ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các sự kiện sắp tới của IDP ạ.